Vâng, Tín Hiền chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video thì lên nhanh bác một số mã hàng mới bên em, hàng vừa về xong này. Đấy, qua trực tiếp và báo giá các bác luôn. Thì các bác nào có nhu cầu về những cái sản phẩm bên em cứ vui lòng gọi điện trực tiếp theo hai cái số điện thoại nhá. Em đang để trực tiếp ở trên màn hình để em tư vấn vào số đơn hàng. Và lưu ý giúp em khi mà các bác mua hàng bên em nhớ giúp là các bác mua hàng hóa đơn cứ từ 200 trở lên là bên em sẽ miễn phí ship bác rồi. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra thanh toán nhá. Em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Mã hàng đầu tiên thì đây, lên luôn cho bác đó là cái gen con nhiệt nhá. Đấy, thì hôm qua kia thì đang bán cái mã gen con nhiệt cái loại 10.000 một bó ấy, thì đang bán cái mã thì nó hiện tại đang hết hàng rồi. Đấy, nhưng mà em anh nhập được cái lô này nó xịn hơn. Đấy, mà giá của nó thì cũng chỉ có nhỉnh hơn một chút thôi. Đấy, thì em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái túi gen con nhiệt 162 ống nhá. Đấy, 162 ống, giá của nó sẽ là 20k nhá. 20k một cái túi gen con nhiệt 162 ống như này. Cái này thì nó sẽ chia ra làm từng túi một nhá. Đấy, từng túi một, nghĩa là nó nhiều cỡ và nó sẽ chia từng túi một với từng cỡ khác nhau đây. Ví dụ như là một túi này, cỡ này chắc của nó cỡ 1 ly này. Đấy, rồi là cái loại này chắc có tầm 5 ly này. Đấy, 5 ly rồi là 6 ly, 7 ly, 8 ly, 9 ly. Đấy, nói chung là nó cũng khá là nhiều cỡ khác nhau các bạn và nhiều ống khác nhau nhá. Đấy thì 162 ống nhá. Đấy, 100 em ngồi đếm là một túi này là 162 ống khác nhau này. Đó, và cái hay của cái túi này là nó rất nhiều màu khác nhau. Để về tiện cho việc là các bác có thể đánh dấu dây nhá, đánh dấu dây ví dụ là dây màu này là dây dương hoặc dây âm các thứ hoặc là dây nóng dây lạnh các thứ ra để về các bác đánh dấu nhá, rất là tiện dụng luôn. Mà giá nó cũng chỉ có cao một chút thôi. Mà 20.000 một túi như này là 162 ống nhá. Đấy, 162 ống. Giá sẽ là 20k một túi nhá, giá rất bình dân hạt rẻ thôi. Về các bác xài nói chung nếu mà các bác xài gia đình thì chắc là phải vài năm mới hết một túi này. Còn nếu mà anh em thợ thuyền xài bộ này cũng rất là tiện, giá nó hạt rẻ bình dân. Đấy, mua về các bác xài chưa? Đó, túi ống gen con nhiệt nhá. Đấy, dòng này là dòng gen con nhiệt nhá. Đấy, gen con nhiệt 20k một túi này là 162 ống nhá. Rất nhiều kích cỡ khác nhau, đã chia ra từng túi một nha. Về các bác bóc ra là xài thôi. Đấy, nó phân chia từng túi một rồi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái phích cắm chịu tải công suất 3000W này, hàng của Hinoki nhá. Hinoki thì nó là công ty của Việt Nam. Đấy, nhưng mà nó chịu trách nhiệm dưới sự giám sát của Nhật cũng nhá, rất xịn sò luôn. Đấy, hàng made in Việt Nam, Hinoki. Đó. Con này chịu tải công suất lên đến là 3000W nhá. Đấy, chuyên dùng cho những cái dòng thiết bị nó công suất lớn. Đây, đấy, phích cắm siêu chịu tải này. 3000W, hàng của thương hiệu Hinoki này. Đấy, an toàn là trên hết nhá. Mua một lần dùng một lần. Đấy, cái thiết bị điện mà của công ty Hinoki này bên em bán rất là nhiều những cái sản phẩm của công ty này. Hàng cực kỳ chất lượng luôn, dùng rất thích nhá. Đây. Đấy, nó thiết kế rất chắc chắn luôn này. Cái phần đầu đồng này rất to, bản rất to chắc chắn luôn. Ốc yếc các thứ này. Đấy, thiết kế rất là đẹp nha, có cả cái phần chống gập gãy dây. Rất ok. Đó, đây, đặc điểm nổi bật này, thân phích được làm bằng nhựa chuyên dụng này, dùng cho thiết bị điện chống vỡ này, chịu nhiệt này, chống rò điện này. Đấy, chân phích làm bằng đồng này, chất lượng cao, dẫn điện tốt, không phóng điện này, siêu bền, không rỉ sét nhá. Đấy, sản phẩm chuyên dụng cho các thiết bị công suất lớn lên đến là 3000W nhá. Đấy, 3000W. Đấy thì các bác những cái thiết bị nào nó dùng những cái con motor chứ có thứ giờ dùng những cái công suất nó lớn. Đấy, các bác hay cắm những cái dòng phích nhỏ là nó hay bị chảy phích các thứ giờ. Đấy thì các bác mua trong cái phích này về các bác thay rất chắc chắn luôn. Đấy, về các bác thay cho nó ok. Lên mã em sẽ là cái phích cắm màu cam nhá. Phích cắm màu cam chịu tải là 3000W nhá. Giá của nó thì em bán rẻ thôi. Giá của nó đang gửi bác giá sẽ là 10k một cáo nhá. 10.000 một cái phích cắm màu cam công suất 3000W nha. Đấy, cứ lên mã em ra cái phích cắm màu cam cho nó dễ không nhá. Đấy, màu cam đó 3000W, chỉ có 10.000 một cái thôi. Về các bác chuyên dùng để sử dụng những thiết bị chịu tải cao, công suất lên đến 3000W nha. Đó. Tiếp theo thì về thêm cho bác cũng đó là cái dòng đồ điện của Hinoki này. Đấy, Hinoki đây. Đây. Đấy, Hinoki con này là cái công tắc nhót nhá. Đấy, công tắc nhót. Đấy, hàng của Hinoki thì các bác yên tâm về chất lượng và cái độ hoàn thiện của cái sản phẩm Hinoki rất chắc chắn luôn. Đấy, công tắc nhót nhưng mà em cầm. Nhưng mà so với cái dòng công tắc cỏ các bác mua ngoài thị trường cũng là công tắc nhót luôn nhưng mà ngoài thị trường không bao giờ nó chắc chắn này. Đấy, các bác nghe tiếng kêu phích này của cái công tắc này rất sướng luôn, bấm cực kỳ thích. Đấy, nó có độ đàn hồi, bấm rất thích và nó rất là chắc chắn. Chân của nó sẽ là chân đồng luôn nhá. Đấy, chân là chân đồng mà thiết kế nó, cái nhựa nó rất là dày. Đó, về các bác xài sử dụng nhá, bật tắt công tắc bóng đèn bóng đĩa có thứ rất ok luôn. Đó. Con này thì 5A 250V, Về các bác xoáy hai cái ốc này ra, đấu dây và là xà thôi. Đấy, công tắc nhót nhá. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái công tắc nhót của Hinoki. Đấy, bên em sẽ bán nó combo một lần là 3 cái, giá sẽ là 20.000 cho 3 cái này. Đấy, công tắc nhót nhá, 20.000 ba cái công tắc nhót nhá. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy. Tiếp theo đó là cái phích cắm điện âm. Đấy, phích cắm điện âm. Phích cắm điện âm này thì cũng sẽ có giá là 20.000 cho ba cái phích cắm âm nha. Đấy, cứ lên mã em sẽ cái phích âm nhá. Đấy, phích âm 20.000 ba cái phích âm. Về các bác xài sử dụng rất ok luôn. Đấy, bình thường là các bác đấu thiết bị là các bác ví dụ như là nó có một cái thiết bị mà nó đã sẵn có sẵn cái phích cắm này rồi. Nếu mà các bác mà nhiều khi là nó bị liền, đấy, mà nó liền thì các bác là cứ phải cắt ra, các bác đấu dây lại thì nó rất là lãng phí, thì nó lại bị mất cái độ zin của sản phẩm đi. Đấy, thay vì như thế thì các bác mua cái này về, các bác chỉ việc là đấu dây ở cái đầu nguồn hàng này thôi, còn cái đầu này là các bác không phải cắt dây đấu nào cả, các bác chỉ việc cắm hai cái với nhau. Đó, cắm hai cái với nhau là các bác xài. Đấy, phích cắm rất chặt và rất là ngậm luôn. Đó, còn phích âm thì rất tiện này. Đó, về các bác xài sử dụng nhá. Đó, cắm các thiết bị nhà mình đỡ phải cắt dây giếc gì, chỉ việc đấu phích này vào, sau đó là đấu vào nguồn điện là các bác phập vào là xong thôi. Đó, phích âm nhá. Cứ lên mã em sẽ là phích âm combo 3 cái. Đấy, bán một lần 3 cái nhá, giá sẽ là 20.000 ba cái. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái này là cái ổ điện cũng của công ty Hinoki này. Hinoki này em bán nó khá nhiều sản phẩm, thì nói chung là cái hàng của Hinoki này thì nó rất là chất lượng, dùng ok, mà hàng lại của Việt Nam đấy, thì mình ủng hộ được là cái tốt các bạn. Đấy, vì hàng Việt Nam mà, đấy, nên mình ủng hộ người Việt dùng hàng Việt. Đó, thích cắm ổ cắm chịu tải liền dây này, 32 250V nhá. Đó, con này nó chịu tải được công suất là lên đến là 32 nhá, 32. Đấy, các bác nào muốn một cái con ổ hàng chịu tải cao thì các bác mua trong con ổ này. Đấy, sản phẩm chuyên dụng cho các thiết bị công suất lớn này. Đấy, thì các bác dùng cho em ổ này rất ok luôn. Đây này, đấy, tem kiểm định chất lượng rất ok luôn này. Đây, đó, 6.000W nhá. Đấy, 6.000W, mắc là 32 250V. Đó, made in Việt Nam, hàng của công ty Hinoki. Đó, Hinoki. Con này thì ổ này sẽ gồm có là 1 2 3 4 5 6 lỗ nhá, 6 lỗ, và nó sẽ có một cái đèn báo luôn. Và sợi dây đi kèm. Dây là nó cũng sẽ đúc liền với ổ với dây luôn. Đây. Đấy, có cả dây phích này, phích của nó cũng là phích đúc luôn này, rất chắc chắn nhá. Dây thì rất là mềm. Dây mềm lắm, dây dùng mềm dùng thích. Đó. Về các bác cắm ví dụ như những cái thiết bị điện công suất lớn, máy móc, máy hàn hiếc này, rồi là nồi lẩu này, máy bơm motor này. Đấy, các bác cắm con này cho em rất ok. Hàng toàn bộ là hàng chân đồng 100% luôn, chắc chắn chất lượng lắm, cắm thích lắm. Con này nhà em đang xài nó bền chất lượng. Đây là thông số kỹ thuật này, vỏ cao cấp chống vỡ này, lõi sứ chịu nhiệt này, cực đồng đúc này, kẹp sắt tăng lực kẹp này, vỏ ngoài chống vỡ là mặt cổ chống cháy này, không mối hàn. Đó, rất ok, chịu tải công suất lớn 6.000W nhá. Cứ lên mã giúp cho em cái này thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện U6 nhá, ổ điện U6. U6 nhá, U6. Mã của nó sẽ là mã U6 nhá, mã ổ U6, giá của nó thì em báo luôn. Bao tiền nhỉ? 120k. Đấy, 120.000 với cái ổ này. Chỉ 120.000 thôi. Đó, 120k một cái ổ điện, mã sẽ là mã ổ U6 nhá, U6, hàng mới tinh của công ty Hinoki. Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao. Mua một lần dùng cả đời luôn. Đó, rất ok. Chắc chắn chất lượng U6 này. Đây, các bác cùng ngắm lại em nó, rất chắc chắn luôn. Hàng chất lượng lắm. Cầm nặng trịch, cầm cái ổ rất nặng luôn. Mắc 6.000W nhá. Đó. Rồi, ổ điện mã U6 nhá, U6 120.000 một ổ này. Tiện video thì em còn hai con chảo tổ ong này, hai con chảo tổ ong em thanh lý nhanh bác luôn. Giá thì em báo luôn 100.000 một cái này. Đấy, lên mã xem cái chảo tổ ong thanh lý nhá, 100k một cái mã chảo tổ ong thanh lý này, chỉ có 100.000 một cái thôi, rất chất lượng luôn. Đây. Đó, quá xịn sò. 100.000 một cái nhá. Con này đường kính của nó rơi vào là 28 cm. Đấy, về các bác dùng xào nấu bếp núc gia đình nhà mình rất ok. Đấy, cái lòng của nó rất là rộng, 28 cm. Đấy, thiết kế dạng mặt tổ ong này. Đấy, các bác xào nấu rán giếc đây cho em ok. Thiết kế này. Đó, tay cầm chắc chắn ok luôn, đinh tán chắc chắn lắm. Con này xài nhà bếp gia đình rất hợp lý. Và cái chắc là nhiều bác hỏi con này là có dùng bếp từ không, thì em nói luôn nhé, con này dùng bếp từ ngon lành nhá. Đấy, dùng bếp từ cho em thoải mái. Đấy, hàng chuyên dùng thì các bác dùng bếp từ rất chắc chắn, chất lượng luôn. Đó, chảo tổ ong hàng thanh lý nhá, chỉ còn có 100.000 thôi. Em còn là 2 con duy nhất. Đấy, 2 con bán nhanh nó luôn, bác nào nhanh tay còn chậm tay thì hết này. 100.000 một cái nhá, chảo tổ ong hàng thanh lý, xào nấu rán nấu các thứ nhà bếp cho em rất hợp lý, chắc chắn chất lượng. 100k một cái chảo tổ ong thanh lý nha. Lên nhanh luôn bác, đó là cái cây gãi lưng, các bác lên mã em sẽ cái cây gãi lưng nhá. Đấy, thì em đợt này em cũng đang giảm giá cây gãi lưng này, giá của nó thì tại vì em đang gửi bác giá của nó sẽ là 10.000. Đó 10k nhá, 10k. Lên mã em sẽ cái cây gãi lưng chỉ có 10.000 thôi nhá, 10k. Đấy, 10.000 một cái cây gãi lưng này, giá rất hạt rẻ mà rất là tiện luôn. Về những cái chỗ vị trí các bác không thể với tay các bác gãi được, các bác dùng cây này mình có thể kéo dài ra nhá. Đấy, kéo dài ra, thu ngắn lại rất tiện dụng. Cái phần đầu của nó sẽ là cái dạng sừng. Đấy, dạng sừng đó, về các bác dùng gãi vừa massage. Đấy, mà gãi lưng gãi liếc rất ok. 10.000 một cái nhá, tiện cực kỳ luôn. Đó, nhỏ gọn tiện lợi, các bác để ở nhà mình. Đó, mỗi lần mình ngồi xem tivi thứ là mình ngứa lưng gãi lưng rồi. Đấy, thì mình dùng cái cây mình gãi này rất ok. 10k một cây gãi lưng nha. Sau đó tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái dụng cụ cạp cắt ống này. Các bác cứ lên mã em xem cái cạp cắt ống này. Đấy, chuyên này các bác cắt ống đồng, cắt ống kim loại rất tiện dụng luôn. Đấy, cạp cắt ống kim loại nhá. Giá em báo luôn 70.000 một cái cặp cắt ống kim loại này, 70.000 một cái, rất tiện rất là hay. Các bác không cần phải dùng điện dùng đóm hay là máy móc các thứ lỉnh kỉnh. Đấy, các bác những cái ống đồng ống điếc các thứ này. Đấy, nó kích cỡ nó từ ống phi 32 trở về là con này cắt thoải mái luôn. Đấy, từ ống nhỏ nhất là ống 3 cho đến ống lớn nhất là ống phi 32 nhá. Đấy, nó có kích cỡ đây là. Đấy, thì con này thao tác rất là dễ thôi, các bác chỉ việc nới cái này ra. Nếu mà ống to nới ra, còn nếu mà ống nhỏ các bác thu vào xoáy này. Đấy, sau đó các bác đây ví dụ như này em có một cái này. Đấy, các bác cạp nó vào đây. Cạp nó khớp nó vào. Đấy, sau đó các bác siết nó vào là cứ thế là các bác quay thôi. Cứ thế này các bác quay. Đấy, vừa quay các bác vừa siết cho con này. Đấy, để cái lưỡi nó bấm vào là ok nhá, là ok, có thế thôi. Rất tiện dụng luôn. Giá thì bình dân hạt rẻ nhá. Đấy, rất ok. Rồi đây này. Đấy, sau khi quay nó sẽ tạo ra cái vết này, các bạn nhìn này. Đấy, tạo ra cái vết này, đó là các bác sử dụng ok. Giá thì em đang gửi bác là 70.000. Con này cắt ống đồng ống kim loại rất sắc bén luôn, cái lưỡi của nó sắc lắm, lưỡi cắt cực kỳ ngọt mà tiện, đỡ phải điện đó máy móc gì, các bác chỉ việc cầm này đi các bác cắt cho em. Đấy, chuyên này các bác cắt ống đồng ống kim loại nhá, 70k một con này, cạp cắt ống kim loại 70k một cái. Đây các bác cùng coi video này. Không cần điện, chỉ cần cài lên ống, vặn bằng tay là có thể cắt xuống đường đó. Dù bạn có ống sắt, ống đồng hay là ống PC. Dễ và tiện. Mọi người xem đây, miếng cắt nang rất mịn và phẳng. Đây là một cái cắt rất là mịn và phẳng luôn nhá, cắt rất là ngọt luôn. Cắt ống kim loại, ống đồng, ống thép, ống típ này cắt rất là ngon này luôn. Từ ống 3 nhá, nhỏ nhất ống 3 cho đến ống lớn nhất ống 32. Đấy, cắt ống nhựa nó còn ngon nữa. Đấy, không những là cắt ống kim loại, cắt được cả ống nhựa luôn. Ống nhựa cắt rất là ngon. Đó, 70.000 cái này. Tiếp theo thì đây là về một cái bộ mã này rất hay. Các bác cứ lên mã cho em sẽ cái bộ V9 nhá. Bộ này mã của nó sẽ là bộ V9, em báo giá luôn. Bộ này thì sẽ có giá là 40k. Đấy, về các bác có những cái con máy khoan pin này, máy khoan điện cầm tay nhá, rất tiện dụng luôn. Các bác lắp cho em cái đầu này vào để các bác siết bu lông. Đấy, rồi là mở bu lông rất tiện dụng luôn đây. Bộ của nó sẽ gồm có là 9 cái đầu nha. Đấy, 9 cái đầu, kích cỡ của nó thì từ 5 này, 6, 7, 8 9 này, 10 này, 11, 12, 13 sẽ gồm có tổng là 9 đầu nhá. Đấy, 9 đầu. Đấy, các bác nhìn những cái đầu chưa? Đầu nó chưa? Chuyên để các bác dùng để siết và mở bu lông nhá. Đấy, và cái hay của nó cái này là thiết kế cái chân của nó sẽ là cái chân lục giác. Đấy, chân 635 đấy. Về các bác cho vào những cái con máy khoan pin, máy khoan điện. Đó, các bác bắt vào để các bác siết bu lông, mở bu lông rất tiện dụng luôn. Đó thì các bác cứ lên mã em xem cái bộ V9 nhá. Mã của nó sẽ là mã V9. Đấy, V9. Đây em đang gửi bác một cái bộ V9 này là 40.000 một bộ nhá. 40.000 bộ, nó sẽ gồm có là 4 cái đầu 9 cái đầu này. Đấy, 9 cái đầu để các bác siết bu lông từ to nhỏ luôn. Có những cái đầu rất là hiếm này, đầu 5, đầu 6, đầu 7 này, những cái đầu này đã có kiếm mua lẻ rất là khó này. Đấy, như bộ này nó có luôn. Đấy, còn những cái đầu 13 thì là những cái đầu phổ thông, bác xoáy cũng khá là nhiều này. Xoáy xe đạp, xe máy này, xoáy những thiết bị dùng ok luôn. Đó. Chỉ có 40.000 thôi, rất tiện dụng, về lắp vào máy khoan pin, máy khoan cầm tay là các bác chiến ngon lành luôn. Xoáy dùng để xoáy siết bu lông nhá, các nhá. Đấy, các bác cùng coi về cái sản phẩm này. Đấy, đấy về các bác lắp vào máy khoan này. Đó, siết ngon lành luôn nhá. Đấy, siết này. Đấy, siết ngon lành luôn. Thấy không? Đấy, mở ra này, siết vào này, ngon lành luôn đúng nhá. Rất tiện dụng. Đó, về lắp vào máy khoan là xài thôi. 40k nhá, 40k. Cái bộ mũi vít V9 nhá. Đấy. Tiếp theo lên luôn cho bác đó là cái bộ cắt móng tay ví nâu này. Các bác lên mã em sẽ là cái bộ cắt móng tay ví nâu nhá. Bộ này hay lắm. Về các bác xài gia đình này. Đó, rất tiện dụng luôn, mình xài được cả nhà xài luôn. Đấy, bấm móng tay này rồi là có những cái đồ ví dụ như lấy dây tai này, nặn mụn này, kìm kéo lấy da chết này. Đấy, rất tiện này. Một bộ này là giá nó chỉ có là đi 40.000 thôi. Đấy, đựng trong một chiếc ví rất đẹp này. Đấy, chắc chắn chất lượng. Đấy, hàng rất xịn sò, ok. Đấy, ví nâu con nhá, ví nâu rất nhiều chi tiết chuyên dùng được các bác làm móng, làm neo. Đấy, thời trang các thứ này, đặc biệt là dùng cho các chị em phụ nữ thì bộ này rất là ok. Đấy, 40k nhá, 40k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bấm móng ví nâu nhá. Đấy, bộ bấm móng ví nâu. Bộ bấm móng ví nâu này. Giá của nó sẽ là đi 40.000. Đấy, chỉ có 40.000 bộ thôi. 40k một bộ, giá quá hạt rẻ bình dân. Đây qua cho bác lần nữa này. Đó, bấm móng tay này, kìm cắt lấy da chết này. Bên này là có những cái đồ rũa giếc rồi cả nhíp này, đồ lấy giấy ta này, rồi là có những cái đồ nặn mụn này. Tuyệt là vời luôn. Đó, còn bộ này 40.000 nhá, bộ ví nâu nhá. Cứ lên mã sẽ là bộ ví nâu 40k. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái dụng cụ tay nắm cửa này. Đấy, về các bác có nhà các bác nào hay có những cái tay nắm cửa hình chữ L ấy, là các bác xài trong này ngon lành luôn. Đây. Đấy, một cái dạng tay nắm cửa về để các bác bọc cái tay nắm cửa nhà mình vào. Đấy, tránh tình trạng là va đập này, chấn thương các thứ này. Đấy, về các bác bọc vào thứ nhất là vừa bền cái tay nắm cửa này, thứ hai là nó bị tránh bị va đập vào trong tường. Đấy, đặc biệt là cái tường nó hay có gạch men các thứ, nó hay đập vào nó bị vỡ các thứ thì các bác mua cái này về. Đấy, nó giảm chấn thương thứ đi, rồi là giảm bị va đập cái khóa và nó nhanh hỏng nhá. Đấy, về cứ có tay nắm chữ là các bác cài vào trong là ok. Đấy, kích thước kích cỡ của nó là silicon co giãn nên các bác lắp hầu như tất cả các loại cửa bây giờ đều dùng được cái này luôn. Đó, tay nắm cửa silicon nhá, giá thì em báo luôn. Bên em đang gửi bác giá một cái tay nắm cửa này là 15.000 một cái, chỉ có 15k thôi. 15k một cái tay nắm cửa này, 15.000 cái, giá rất hạt rẻ bình dân mà dùng hay lắm. Đây các bác cùng coi này. Về cứ có tay nắm cửa chữ L là các bác bóc vào đây. Đấy, bọc vào đây. Đấy, ngon này cái nào luôn. Đấy, đẩy cái là dính luôn, rất ok nhá, chắc chắn chất lượng lắm. Đó, về bọc vào cái tay nắm cửa chữ L là ok. 15.000 nhá, lên mã em sẽ được cái tay nắm cửa 15k một cái. Cái kìm tuốt dây thì bên em vẫn còn hàng để gửi bác nhá, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá sẽ là 40k một cái cây kìm tuốt dây này, 40.000 một cái thôi, chỉ 40.000. Về các bác dùng để tuốt dây, tuốt giếc các thứ này, rất tiện dụng luôn. Đấy, chuyên dùng cho bác anh em thợ điện này. Đấy, rồi là các bác sử dụng gia đình, điện dân dụng, có một con này rất tiện. Đó, các bác sẽ tuốt được các cỡ dây là từ 2.6 ly này cho đến nhỏ nhất là từ 0.6 ly cho đến lớn nhất dây là 2.6 ly nhá. Đấy, rất nhiều cái cỡ dây khác nhau này, mm, AVKG này. Đấy, nói chung là nó nhiều cỡ nhiều dây khác nhau. Đó, về các bác xài sử dụng điện dân dụng, điện gia đình ok luôn. Ngoài chức năng là tuốt dây nó còn có cả một cái chức năng là cắt dây được luôn này. Đấy, vừa tuốt dây vừa cắt dây mà nó rất là nhỏ gọn nhá, nó chỉ vừa một cái lòng bàn tay thôi, các bác có thể bỏ túi mang đi mang lại, rất tiện dụng luôn. Nói chung là anh em thợ nên có, hoặc là gia đình các bác nên có một cái tuốt cực kỳ tiện luôn, chỉ cần việc cho dây đây cái giật cái ra luôn. Đấy, vỏ ra vỏ mà lõi đồng ra lõi đồng luôn. Đấy, rất ok, chắc chắn chất lượng luôn. 40.000 một cái nhá, kìm tuốt dây. Đấy, 40k một cái kìm tuốt dây nha. Tiếp theo thì lên nhanh luôn cho bác đó là cái cây thước kẹp điện tử này. Đấy, thước kẹp điện tử nhé, em báo giá luôn. Một cái cây thước kẹp điện tử này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 100.000 nhá, 100.000, 100k cho một cái cây thước kẹp điện tử này, 100k thước kẹp điện tử nhá. Đấy, thước kẹp gem điện tử 100.000 một cây. Đó, có đi kèm một cái hộp đựng bảo vệ này. Và bên công ty thì rất là cẩn thận, có gửi kèm thêm nữa là một viên pin dự phòng và một viên pin có tích hợp sẵn ngoài rồi. Đó, thì một chiếc thước kẹp điện tử này là 100.000 một cái. Đây, quay cho bác coi luôn. Đó, hàng của nó mới nguyên hộp luôn nhá. Đấy, chất liệu của toàn bộ của nó là bằng nhựa và carbon. Đấy, bằng nhựa và carbon nhá, rất chắc chắn chất lượng luôn. 100.000 thôi nhưng mà rất là chắc chắn nhá. Đấy, và đi kèm là một viên pin này, một chiếc hộp đi kèm. Đấy, đầy đủ một bộ luôn. Đây, về các bác dùng để kèm thì bắt đầu về thì các bác sử dụng là các bác rút treo cái xeo pin này ra này. Đấy, rút cái xeo pin ra. Đấy, rút ra cái là nó nhảy luôn. Còn nếu mà về các bác chưa rút là nó không nhảy đâu nhá. Đấy, đóng vào là nó sẽ bị mất, nó không lên đâu. Đấy, đây, đấy, em bấm giờ nó không lên này. Đó, giờ các bác muốn được thì các bác rút ra cái là nó hiện luôn. Đó, thấy không? Rất ok. Con này thì các bác dùng để đo gem, đo ly rất tiện dụng, mà đặc biệt là những bác nào mắt kém các bác nhìn vào đây này, nó rất là khó nhìn thì các bác nhìn luôn vào cái màn hình cho em. Kéo đầu nó đo đây luôn. Đấy, kéo đầu đo đây luôn, rất tiện dụng nhá. Đó, đây. Và có một cái nút on off này, lúc nào dùng bật lên, không dùng mình tắt đi, tiết kiệm pin. Đấy, và có hai đơn vị đo là mili với inch, một đơn vị là zero xóa sạch này. Con này thì nó sẽ có phần pin của nó đây, pin của nó sẽ là pin cúc áo. Pin này thì các bác rất là dễ mua và rất là dễ dàng thay thế rồi. Đấy, và bên nhà sản xuất là có gửi kèm thêm một viên pin dự phòng nên là các bác cứ xài cho em thoải mái luôn. Đó, đây. Đấy, các bác có thể đo kẹp trên này, kẹp trên này, kẹp dưới này. Ngoài ra có một cái phần dâu nó thò ra để các bác có thể đo chiều sâu. Đấy, đo chiều sâu. Nói chung khá là tiện nha, một cây thước kẹp nha. Xài anh em thợ thuyền này, các bác sử dụng gia đình này, đo kẹp những cái đồ cần thiết này mình rất ok. Đó. 100k nhá, 100k một cái cây thước kẹp điện tử, nó có hiển thị cái màn hình điện tử trên này, nó rất là ok. Các bác biết là chính xác của nó bao nhiêu để đỡ phải nhìn số ở đây mà nó báo luôn trên màn hình luôn. Và bác nào mắt kém nhìn vào cái màn hình nó rất là dễ nhìn này, số to rõ ràng ok. Đấy, mà nó chính xác chuẩn xác nhá. Đấy, chuẩn xác từng mm một luôn. Đó. 100k một cái nhá, thước kẹp điện tử mới nguyên hộp nha, rất chắc chắn. Cái này bên em bán khá là nhiều, giá hợp lý mà sản phẩm dùng chất lượng ạ. Em lên luôn cho bác đó là sản phẩm dầu gió hàng sách tay chuẩn của Singapore nhá. Đấy, hàng chuẩn của Singapore rất xịn xò ok. Đấy, rất thơm và cực kỳ nóng luôn. Đấy, các bác đau nhức xương khớp các thứ ra. Bản này thì hàng này nó xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này, đấy, made in Singapore nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ này. Đấy, LA USA này, thấy không? Đó, rất ok luôn. Dầu gió Singapore nhá. Một cái chai này thì dung tích của nó sẽ là 24ml nhá, 24ml. Đấy, hàng các bạn nhìn này, hàng tem bóng lên vân 7 màu là các bác biết là hàng chuẩn chính hãng với nhau rồi. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em nên yên tâm về chất lượng nhá. Hàng cam kết chuẩn chính hãng cho bác luôn. Đấy, có tem tiếc đầy đủ hết luôn nhá. Giấy dẫn sử dụng này. Đó, còn đây là chai dầu gió. Hàng này thì sẽ là hàng 2 nắp nhá. Đấy, hàng 2 nắp thì cái hàng 2 nắp này thì để chống chỉ định là lại tại sao nó dùng xài cái 2 nắp này thì để khi mà xài là trẻ con nó không mở được, hay trẻ con nó không mở được vì đôi khi là cái này chẳng may mà bắn vào mắt các thứ là rất là nguy hiểm. Đấy, cay mắt rất khó chịu. Đấy, thì tại sao làm hàng 2 nắp thế để an toàn là không trẻ con nó bị mở là không mở được nhá. Đấy, thì các bác muốn mở cái hàng 2 nắp này có ấn cho em xuống này, ấn xuống sau đó các bác xoáy ra. Đấy là các bác sẽ xoáy được nhá. Đấy là các bác sẽ xoáy được, có thấy không? Ấn chặt vào chưa? Ấn chặt vào. Đấy là khớp vào là sẽ xoáy được. Đấy, mùi rất thơm luôn. Đấy, chỉ cần xoáy nắp vào thôi các bác thấy mùi rất thơm. Đây, hàng chuẩn 2 nắp luôn nhá. Rất xịn sò, các bác muốn xoáy thì các bác ấn cho em vào là ok. Đấy là sẽ khớp vào. Rất thơm. Một chai này là dung tích là 24ml này, hạn sử dụng của nó đến 2028 luôn. Đấy, hàng đết rất dài nhá. Một chai này là 24ml. Đấy, đây. Mã của nó là 24ml này, 24ml. Rồi, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái dầu gió Singapore. Đấy, bên em đang gửi bác một cái chai dầu gió Singapore này với giá sẽ là 50k nhá. 50k một chai dầu gió Singapore này. Rất xịn xò ok luôn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Vẫn còn nguyên siêu gửi đến tay bác luôn, vẫn nguyên siêu. Đấy, nhận hàng các bác cứ kiểm tra, bóc ra, test thử cho em, bôi thoải mái luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái kẹo chuột này. Nhiều bác hỏi cái kẹo chuột của Thái quá thì đây. Đấy, tiếp tục hàng hôm nay lại về nhá. Dòng kẹo chuột của Thái dùng cực kỳ hay luôn. Đấy, về các bác nào nhà hay lắm chuột này thì các bác dùng cái kẹo này, các bác cứ giải ra. Đấy là chuột nó ăn và là đi thôi, thế thôi. Đấy, dòng kẹo chuột 100% của Thái nhá, rất xịn. Đây. Nó là dạng viên nhá, dạng viên kẹo nha này. Đấy, dạng viên kẹo màu hồng nha. Thì về các bác cứ thế bóc ra. Sau đó các bác đổ trực tiếp vào những cái chỗ mà đường đi lối lại này, rồi những cái chỗ hàng chuột hàng kia thứ là. Đấy, dòng này thì cứ ăn là đi thôi ạ, ăn là đi thôi, nó cực kỳ nhạy luôn nhá. Đấy, cực kỳ nhạy luôn. Đấy, một túi này của nó trọng lượng là đi 80g. Đấy, rất là nhiều nhá, một túi to nhiều lắm. Đó, dùng thoải mái luôn. Lên mã em sẽ là cái túi kẹo chuột của Thái nhá. Đấy, kẹo chuột của Thái bên em thì đang bán giá bình dân thôi. 30k nhá, 30k cho một cái túi kẹo chuột, kẹo đánh chuột của Thái này. Các bác cứ lên mã như em sẽ là thuốc chuột hoặc là kẹo chuột đều được. Đấy, thuốc chuột hoặc kẹo chuột đều được. Bên em đang gửi bác là 30k nhá. 30k cho một cái hộp thuốc chuột, kẹo chuột nha. Đấy, 30k một hộp thôi nhá. Đó, thuốc chuột. Lên nhanh cho bác một số cái mã hàng đồ kim khí trong cái dịp đầu năm để các bác mua về xài sử dụng là anh em thợ thuyền này dùng này, ok này. Đấy. Đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái búa này, cái búa lùn. Đấy, búa lùn nhá, búa lùn hàng của Fugu của Nhật này. Đấy, em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái búa lùn của Nhật này với giá sẽ là 40k. Đây các bác đợi chút em lấy cái thước em đo ra bác. Búa này thì nó rất là vừa tay. Đấy, các bác cầm để đóng nhổ đinh ok luôn. Một đầu đóng này, một đầu nhổ đinh này. Hàng của thương hiệu Fugu đấy, Japan nhá, Fugu Japan. Đấy, con này thì cái phần chiều dài, chiều ngang sẽ đo bác luôn. Chiều dài của nó sẽ là vào là 15 cm. Phần bản ngang búa của nó vào là 10 nhé các nhá, 10. Sẽ gồm có là một đầu đóng đinh, một đầu nhổ đinh. Hàng của nó sẽ đúc liền thân luôn. Đấy. Tay cầm thì có bọc nhựa, đấy, chống trơn trượt. Đấy, các bác cầm gõ đóng này rồi là nhổ đinh cho em rất ok. Nó nhất là rất là nhỏ gọn, mình tiện cho việc mang đi mang lại cũng rất là hay. Đấy, rồi là các bác xài sử dụng gia đình này. Đấy, gõ những cái đồ nhỏ nhẹ lặt vặt các thứ cũng rất là ok, rất nhỏ gọn dễ sử dụng nhá. Lên mã thì em sẽ cái búa lùn. Giá này bình dân thôi. 40.000 một cây nhá, 40.000 một cái cây búa lùn nha. Giá quá hạt rẻ luôn. 40k một cây nhá, búa lùn. Đấy, búa lùn. Em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái kìm mỏ nhọn này. Nhiều bác hỏi em cái mã kìm mỏ nhọn này bên em có hàng không thì đây. Hôm nay về bác một ít cái mã hàng kìm mỏ nhọn rất xịn sò, hàng kìm mỏ nhọn của Nhật nhá. Đấy, mã hàng kìm mỏ nhọn của Nhật này. Đây, đấy, đây, vẫn còn nguyên cái dấu chữ mộc của Nhật này. Đấy, FO 260 Japan các nhá. Đấy, đây có nhìn kỹ này. Đấy, FO 260 Japan, nó có chữ Nhật nhưng mà nó hơi màu màu chút thôi. Tại vì nó là hàng bãi. Nhưng mà bãi này thì là hàng bãi mới, bãi tuyển luôn các bạn, bãi mới, bãi tuyển luôn đấy. Đấy, hầu như là hàng chưa qua sử dụng luôn, rất xịn xó ok luôn. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một cây này với giá sẽ là 40.000 một cây nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái cây kìm mỏ nhọn này. Đấy, cây kìm mỏ nhọn nhá. 40.000 một cây. Đây em sẽ đo cho bác về cái phần kích thước chiều dài thứ này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó rơi vào là 20. Cái phần mũi nhọn này của nó rơi vào khoảng tầm là đi 4 cm nhá. Đấy, 4 cm. Đấy, nó khá là dài, các bác dùng để về các bác kẹp những cái đồ mỏ nhọn các thứ rồi. Đấy, rất là ok. Đấy, kìm rất là trơn tru ngon lành nhá. Lên mã giúp xem sẽ là cái cây kìm mỏ nhọn của Nhật, hàng bãi Nhật nhá. Đang gửi bác là một cái cây kìm mỏ nhọn hàng bãi Nhật nha. Với giá sẽ là 40.000 một cây nhá, 40k một cây thôi. Giá quá hạt rẻ luôn. Đấy, các bác mua về. Con này ngoài chức năng là kẹp đầu nhọn này thì các bác có thể là kẹp một cái đầu trong này hoặc các bác có thể cắt dây luôn. Đây nó có cái phần lưỡi thép cắt dây này. Dòng thép Nhật này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, cực kỳ ok luôn. Đấy, hàng bãi nhưng rất là xịn sò nhá. 40k một cây. Lên mã giúp cho em sẽ là kìm mỏ nhọn nhá, 40k một cây nha. Hôm nay thì hầu như toàn những cái mã hàng về cho anh em thợ thuyền đâu các bạn. Đấy, tiếp tục thì lên luôn cho bác đó là cái con máy hàn nhiệt ống, máy hàn ống nhiệt nhá, máy hàn ống nhiệt. Đấy, chuyên dùng cho các bác đi làm công trình. Đấy, rồi là anh em thợ thuyền. Đấy, sử dụng con này rất ok, hàng của Kabushi. Đấy, các bác lắp đặt đường ống nước các thứ này. Đấy, ống nhiệt ống nước nhá, các bác dùng để các bác hàn. Đấy, hàn ống nhiệt hàn ống nước nhá, rất ok luôn. Con này thì đầy đủ full combo cả bộ luôn là 430.000 một bộ nhá. Kích cỡ ống của nó khi mà các bác xài được thì ống nhỏ nhất của nó sẽ là ống 20 và ống lớn nhất của nó sẽ ống 63. Đấy, từ 20 cho đến 63 nhá. Đấy, nói chung là cái giá này thì nó rất là phổ thông rồi. Cho các bác sử dụng điện gia đình này, rồi là điện công trình to thứ rồi ok luôn. Đây, một bộ của nó như này, nguyên hộp như này luôn. Đấy, đựng trong một chiếc hộp nhôm rất chắc chắn nhá. Đấy, hàng của Kabushi, dập trong dập ngoài luôn. 20 đến 63 này. Đấy. Nói qua phần thông số công suất này, con này thì công suất của nó là 1000W nhá. Sử dụng cho em là điện 220, cái nhiệt độ tối đa của nó đạt đỉnh điểm được là 300 độ C và nóng cực kỳ nhanh luôn. Đấy, các bác hàn rất là nhanh. Đấy, nóng nhanh, hàn nhanh, dùng ok lắm. Đấy. Hàng này thì bên em sẽ có bảo hành cho bác luôn nhá. Các bác về dùng có vấn đề gì bên em sẽ có bảo hành cho bác luôn, nên các bác yên tâm nhá. Hàng của hãng nên có yên tâm rồi. Đấy, đầy đủ một cái bộ này của nó luôn này. Đó, một cái này là cái phần giá đỡ này. Đấy, một cái giá đỡ này. Đây là con máy chính nhá, đây là con máy chính này. Đấy, một con máy chính rất ok. Đây, đấy có những cái phần lỗ để các bác cài những cái phần khuôn hàn này vào này. Đấy, cài những khuôn hàn vào. Đây, máy đây nhá, máy đây có cả đèn báo luôn nhá. Đấy, đèn báo xanh, đèn báo đỏ. Xanh thì là dừng, còn đỏ thì là đang chạy, đang làm nóng nhá. Phần dây nguồn này. Đấy, dây nguồn. Đó. Đấy, thì về các bác xài các bác cài đây này. Đấy, các bác cài đây để các bác làm cái giá đỡ này. Đấy, cái này nó là cái giá đỡ nhá. Rồi làm bên trong này thì là những cái phụ kiện ốc để các bác lắp những cái con trụ hàn này vào này. Đấy, ốc các bác lắp những con trụ hàn này vào. Đấy, và đây thì nó sẽ có những cái trụ hàn. Đây em sẽ quay cho bác từng cái trụ hàn một này. Con nhỏ nhất của nó là trụ 20 này. Đấy, nhỏ nhất của nó là trụ 20 nhá. Đấy, tiếp theo thì đến cái con vừa vừa của nó sẽ là trụ 25 này. Đấy, trụ 25. Nói chung là cái giải của nó nhiều lắm. Giải này tiếp theo là 32 này. Đấy, 32. Các bác xài bộ này thì dùng gia đình này, anh em thợ thuyền công trình to công trình nhỏ là xài được hết luôn. Đấy, tiếp theo thì là 40 này. Đấy, 40. Rồi là có 50 này. Đấy, 50 và lớn nhất nó sẽ là 63 nhá. Đấy, nó giá là từ 20, 25, 32, 40, 5063 đấy, thì nó sẽ gồm có những cái bộ để các bác nối ống như này, rồi là ốc vít các thứ, ốc đồ đầy đủ, một thân máy, một cái giá đỡ đi kèm và mới như hộp như này luôn. Giá của nó thì full combo một cái bộ như này thì sẽ là 430.000 nhá, 430.000 một bộ máy hàn nhiệt ống nước nhá. Đấy, máy hàn nhiệt ống nước đấy, cho các bác chuyên hàn ra ống nước rất ok luôn. Đây, thông số đây, 1000W này, sử dụng 220. Đấy, nhiệt độ từ 0 đến 300 độ C nhá. Đấy. Xài được ống từ ống 20 cho đến ống lớn nhất là ống 63, rất ok luôn. Hàng của hãng đàng hoàng nhá, hàng chuẩn chính hãng của Kabushi, rất xịn sò ok. Có bảo hành hãng luôn, yên tâm nhá. 430.000 một bộ này, máy hàn nhiệt ống nước. Rồi cái sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác hàng, đó là cái bộ Taro gen trong. Đấy, lâu lắm em không lại bán cái bộ này thì hôm nay bên em tiếp tục hàng về này. Bộ Taro gen trong nhé, em báo giá luôn, một bộ này với giá sẽ là 100.000. Đấy, khi mà các bác mua một bộ này thì sẽ hàng mới nghìn hộp như này. Đấy, hàng mới nghìn hộp luôn. Bộ này thì nó sẽ gồm có bác là tổng là đi 5 mũi nhá, tổng là 5 mũi này. Đấy, 6 mũi nhá, 6 mũi. Đấy, 6 mũi các nhá, 6 mũi với lại 6 kích cỡ khác nhau, từ to đến nhỏ này. Đấy, từ to đến nhỏ nhá. Nó sẽ có là mũi mũi M3 này, M4 này, M5 này, M6, M8, M10 nhá. Đấy, với 6 kích cỡ khác nhau, từ M3 cho đến M10. Đấy, thì con này thì chuyên để các bác dùng để các bác khoan tạo taro ren trong. Đấy, tạo taro ren trong. Đấy, dòng thép gió nhá, phủ một lớp titan, khoan cực kỳ ngọt luôn, tạo taro ren rất nét luôn. Đấy, rất ok. Đấy, chuyên dùng các bác taro ren trong nhá. Nói chung là cái kích cỡ từ 3 cho đến 10 này thì toàn những kích cỡ phổ thông. Đấy, cho anh em thợ thuyền rồi các bác dùng gia đình rất là phổ thông luôn. Đấy, bộ này thì cũng chỉ có 100.000 thôi, giá rất hạt rẻ. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ Taro gen trong nhá, 100.000 một cái bộ này, một bộ là 6 mũi nhá, kích cỡ là từ 3 cho đến 10, 3 4 5 6 8 10 nhá. Đấy, 100.000 một bộ nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác một cái mã hàng cũng rất là hay và cũng rất nhiều bác hỏi em cái mã hàng này, đó là cái dụng cụ tháo mở vòi nước gãy nhá. Đấy, nhà các bác là hay bị cái tình trạng là vòi nước nó bị gãy. Đấy, thì các bác mỗi khi mà các bác muốn lấy cái lõi bên trong ra mà nếu mà không có dụng cụ bình thường các bác không thể tháo được, buộc chắc chắn là các bác phải gọi thợ. Đấy, gọi thợ thì tốn kém rất là nhiều chi phí. Thì đây bên em về được cái mã này rất hay, đó là cái dụng cụ tháo mở vòi nước bị gãy. Đấy, với giá thì rất hạt rẻ luôn, chỉ có 30.000 thôi. Các bác bỏ ra cho em là 30.000, sở hữu cho em một cái bộ nha. Đấy, nó sẽ gồm có là một cái đầu, một cái đầu nha. Đấy, nó sẽ có hai đầu gen, một đầu gen 21 và một đầu gen sẽ là đầu gen 27 nhá, và một cái tay công. Đấy, thì cái này thì về rất là dễ xài thôi. Đây em sẽ mở cho bác coi này. Đấy, rất dễ xài thôi. Đấy, thì về thì các bác cứ xoáy trực tiếp cái này vào trong cái đường ống, ví dụ đống như bác ống 21 hoặc là ống 27 thì các bác xem cái ống nào vừa thì các bác cho vào, sau đó các bác vặn. Đấy, thì con này nó thiết kế theo dạng là gen ngược nhá, khi mà các bác xoáy vào thì nó sẽ càng siết vào thì nó lại càng xoáy cái kia ra. Đấy, nên rất là hay, nó thiết kế dạng gen ngược mà. Đấy, thì về các bác xỏ vào đây này, các bác xỏ nhau vào đây. Đấy, xỏ vào đây, sau đó là các bác cứ này các bác công ra thôi, cứ này các bác công ra. Đấy, cứ thế các bác công ra, rất tiện dụng luôn. Đó, chỉ có 30.000 thôi nhá, chỉ có 30.000 thôi. Nó bằng thép thép đặc 100% luôn, thép đặc 100%, rất ok. Đấy, một bộ này là 30.000 bộ nhá. Một đầu gen nhỏ này là đầu 21 này, và đầu to này sẽ là đầu 27 nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ nhá, dụng cụ tháo mở vòi nước gãy nhá, dụng cụ tháo mở vòi nước gãy 30.000 nhá, 30.000. Đấy. Cứ không thì các bác cứ lên mã thì em sẽ là cái bộ mở vòi nước gãy được. Đấy, mở vòi nước gãy nhá, một bộ này là 30.000. Đấy, nhà bác nào mà đang có cái vòi nước gãy thứ ra các bác nói chung là các bác mua về mình nếu mà không có mình mua về dự phòng được, đôi khi rất là cần những cái dụng cụ này. Giá là bình dân mình mua về mình dự phòng cũng được, rất ok luôn, 30.000 bộ. Rồi dây thít thì hàng bên em tiếp tục hàng về để phục vụ bác nhá. Đấy, dây thít thì tiếp tục hàng về. Đấy, hiện tại bên em đang có hai mã, là một mã dây thít dài và một mã là dây thít ngắn nhá. Đấy, mã dây thít dài này thì bên em nói chung là bán đồng giá luôn, là 30.000 một cái túi nha, 30.000 một túi, giá rất hạt rẻ luôn. Bình thường các bác mua ra cửa hàng người ta bán theo lạng nhá, một lạng ấy là các bác ít, các bác phải bỏ ra giúp em là 50.000 luôn, thật sự luôn. Đấy, vì em cũng đã mua rồi. Đấy, mà đây một cái túi này em cân lên nó rơi khoảng tầm 2,5 lạng một túi nhỉ, 2,5 lạng một túi. Đây là đây này, nó có này 250g này, này 250g. Cái thít dài này thì của nó sẽ là chiều dài sẽ là 30 nhá, 30 các bạn. Size của nó sẽ là size 30. Đấy, thì giá của nó sẽ là 30.000 một bịch nha, chỉ có 30.000 thôi, giá rất hạt rẻ luôn. Một cái bịch này thì sẽ được là 143 cái này. Đấy, 143 cái nhá. Đó, cái này là cái bịch thít dài. Đấy, 30.000 bịch. Cái này là cái bịch thít ngắn. Đấy, cái này thì ngắn một chút, cái này của nó là 20 đấy, 20 cm, chiều dài nó sẽ 20 cm. Cái này thì em cũng bán đồng giá luôn là 30.000. Đấy, vì cái cân nặng, cái này chủ yếu nó bán theo cân nặng mà. Đấy, cái này chủ yếu bán theo cân nặng thì cái này cũng là 250g, 2 lạng rưỡi luôn. Đấy, túi này một túi là 2 lạng rưỡi nhá. 2 lạng rưỡi, cái túi này là được là đi 226 cái này. Đấy, 226 cái. Cân nặng thì nó đều nhau là đều là 2 lạng rưỡi hết, nhưng có cái là cái dài thì nó sẽ tốn nhựa hơn thì nó sẽ được ít cái hơn, còn cái này nó ngắn hơn thì nó sẽ được nhiều nhựa hơn thì nó sẽ được nhiều hơn. Đấy thì cái dài này thì là 20 nhá. À, cái ngắn này thì là 20 thì cũng là 30.000, và một túi này là 226 cái này. Cái này là cái ngắn này. Đấy thì là 30.000. Cái túi này túi dài, một túi dài này sẽ là 143, túi dài này dài 30 nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã em sẽ được cái dây thít dài. Dây thít dài là 30k, còn dây thít ngắn thì là cũng 30k luôn. Thì bên em đang bán đồng giá một túi là 30.000. Các bác cứ lấy mã nào rồi báo nha. Dài ngắn bằng tiền nhau nhá. Đấy, dài ngắn bằng tiền nhau luôn. Thít dài 30, thít ngắn 30. Lấy mã ngắn hay mã dài thì cứ báo nha. Đấy bên em sẽ làm cho bác coi nhá. Lên lướt nhanh cho bác một số cái mã hàng về cái đồ dùng gia đình này. Đấy thì tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái này đó là cái ô dù tự động nhá. Lên mã em sẽ cái bộ ô dù tự động rất hay luôn. Đấy, một chiếc ô dù tự động, con này thì thao tác toàn bộ người tự động luôn. Các bác bấm mở tự động nhá. Đây em sẽ sử dụng bác con này. Các bác chỉ việc bấm đi cho em. Đấy, tự động sẽ bật lên nhá. Đấy, bấm cái. Các bác bấm cái này. Đó. À, tự động là nó sẽ cập vào nhá. Đây em sẽ mở lại cho bác một lần nữa. Đấy, các bác chỉ bấm cái là tự động mở ra. Các bác muốn thu vào bấm đây cho. Đó, tự động sẽ thu vào. Đấy, sau đó các bác ấn xuống nha. Đấy, thu xuống cái là xong. Đấy là thành một chiếc ô rất là nhỏ gọn xinh xắn, các bác mang đi mang lại cũng rất là tiện luôn. Nó khi mà thu vào rất là ngắn. Đấy, các bác mở ra này. Đấy, ô cực kỳ to luôn. Ô đường kính khoảng tầm 1m nhá. Đấy, đường kính từ bên này con này khoảng tầm 1m, ô khá là to luôn. Đấy. Các bác đi khoảng tầm 2-3 người thoải mái luôn. Ô thì cực kỳ dày. Các bác cứ rũ cho em thoải mái này. Rũ cho em thoải mái luôn. Đấy, con này thì cứ rũ thoải mái, khung nó cực kỳ chắc chắn luôn. Đó. Ô dù tự động nhá. Đấy, ấn vào cái là sẽ ngắn gọn vào. Đây nó sẽ gọn vào nhà luôn. Đấy, gọn thành một chiếc ô rất ngắn luôn, khoảng tầm hơn 20 cm thôi. Đấy, các bác để trong túi sách là mình mang đi mang lại rất là tiện, đi chơi đi du lịch. Đấy, che mưa che nắng quá ok cho em luôn. Đấy. À, báo giá bác luôn nhá. Lên mã cho em sẽ là cái sản phẩm một cái cây ô dù tự động nhá. Ô dù tự động. Bên em đang bán một cái ô dù tự động này với giá sẽ là đi 80.000 thôi. 80k. 80k nhá. Lên mã em sẽ là cái ô dù tự động. Đang gửi bác sẽ là 80k một chiếc ô dù tự động nha. Rồi cái siêu phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái thắt lưng cá sấu hộp vàng. Đấy, tiếp tục hàng bên em lại về nhá. Tiếp tục hàng bên em lại về. Đó, về em báo giá luôn. Một chiếc thắt lưng cá sấu hộp vàng nha. Bên em đang gửi bác giá thì cũng cực kỳ bình dân dễ mua luôn. Đấy, ai cũng có thể mua luôn. Đấy. 130.000 nhá, 130k. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là thắt lưng. Đấy, thắt lưng cá sấu hộp vàng nhá, hộp vàng. Đấy, hộp vàng 130.000. Tại sao được gọi hộp vàng thì đây các bác nhìn này. Đấy, bên trong bên ngoài thì thực ra nó rất là đen. Đấy, nhưng bên trong các bác mở ra. Đấy, cái màu vàng cực kỳ là sang trọng lịch sự luôn. Đấy, mạ vàng này, các chi tiết này vàng bên trong này, logo la cốt luôn nhá, cực kỳ xịn. Đấy là cái phần hộp nhá, nguyên phần hộp đã các bác thấy nó rất là đẹp rồi. Đấy, tiếp theo thì là thắt lưng. Đấy, thắt lưng thì sẽ có là phần mặt này, các bạn nhìn này, quá ok luôn, mặt mạ vàng quá đẹp luôn nhá, hình cá sấu thương hiệu la cốt. Còn đây là phần da này, da thì cực kỳ mềm, thích dùng ok luôn. Đây, da của nó đây. Đấy, vân cá sấu lên rất đẹp luôn. Đó, da rất mềm, dùng cực kỳ thích. Cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Hàng này của nó sẽ là hàng lẫy cài nhá, hàng lẫy cài. Đó, đây các bạn nhìn phần mặt đây, tang mác đầy đủ luôn. Các bác mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng con này cũng quá hợp lý luôn. Đấy, mà giá cũng rất là bình dân, cũng chỉ có 130.000 thôi. 130.000 một chiếc thắt lưng cá sấu hộp vàng nha. Đấy, giá quá hạt rẻ bình dân luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng cá sấu hộp vàng nhá. Bộ sản phẩm hàng mới keng các bác nhá, mới keng nguyên hộp nha. Đấy, mới keng nguyên hộp nha. Với giá sẽ là 130.000 một cái. Đấy, có phần tay sách này, các bác sách mang đi làm quà biếu tặng này, mua về mình sử dụng này. Đấy, thắt lưng mình dùng, còn có hộp mình đựng đồ đạc cũng quá ok luôn. 130k một cái nhá. Đấy, hộp bên ngoài, thắt lưng thì bên trong. Lên mã giúp em sẽ là thắt lưng cá sấu hộp vàng 130k. Cái sản phẩm rất là hay mới đó là cái các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái sản phẩm là cái cà lê xích các nhá. Đấy, cà lê xích này cực kỳ là hay luôn. Đó, một con siêu phẩm cà lê xích nhá. Cái này thì em báo giá luôn. Em đang gửi áp một cái chiếc cà lê xích này với giá sẽ là 160.000 một cây nhá, 160.000 một cây. Rất là hay. Đấy. Nó sẽ thiết kế là một cái tay công nha. Đấy, và một cái sợi xích đi kèm nhá. Cái này thì ví dụ như là những cái vị trí nó khó, ví dụ như là những cái chỗ mà ống đường ống nước các thứ này, rồi là những cái chỗ mà cái phần xoáy các bác nó không có gen nên các bác không thể cho cà lê và các bác xoáy được, hoặc là trồng nó cho vào được, các bác dùng cái này các bác xoáy nha. Đấy, con này ví dụ những cái những cái đồ vật mà nó tròn đấy, các bác không thể cho cái này và những cái gì vào được thì các bác dùng cái con xích này, các bác cạp vào, các bác xoáy nhá, rất tiện dụng luôn. Đây nó có những cái khớp này, những cái khớp, những cái rãnh này đấy, để các bác lựa, các bác dắt xem cái xích này vào đấy, ra cái xích này vào này đấy, nó có một cái sợi xích và một cái tay công, một cái tay đi kèm đấy, thì nó sẽ gắn vào một bộ này luôn, rất là dây xích khá là dài luôn. Em sẽ đo các bác về kích thước, tổng chiều dài các thứ của nó nhá. Cái tay công này thì tổng chiều dài của nó rơi vào là 40 này đấy, 40. Cái phần tay xích này thì cũng khá là dài đấy. Cái xích này của nó rơi vào là đi 68 gần 70 này đấy, 68 gần 70 nhá đấy, khá là dài luôn. Các bác xoáy rất là tiện đấy, thì các bác cứ lên mã giúp xem sẽ là cái sản phẩm là cái cà lê xích nhá đấy. Các bác chỉ việc vòng vào đây đấy, vòng một cái đồ vật các bác cần xoáy, sau đó là các bác cài cái sợi xích vào những cái phần móc của nó này đấy, vào đây này đó, các bác gài vào này đấy. Cái này nó có 3 mắt, khi mà các bác gài nó rất là ôm, rất là chặt luôn đấy, ôm rất chặt đây đấy, các bác gài vào chưa đấy, nó sẽ tạo một cái vòng này đấy, nó có cái phần răng cưa, cái vam này để các bác xoáy những cái đồ vật tròn các thứ là rất tiện dụng luôn nhá. Đó, cà lê xích nhá, 160.000 một cái này, 160.000 này, hàng rất xịn luôn, cầm chắc chắn cực kỳ. Đó, đây các bác cùng xem thực tế một cái video về sản phẩm này, xem thực tế một cái video về sản phẩm giúp em nhé. Đây các bác đợi chút này, đó đây, đó đây các bác nhìn này đấy, ví dụ như những cái đồ vật mà tròn đấy, những cái đồ vật tròn đấy, ví dụ như ống nước các thứ này, rồi là những cái ống típ nhá, nó hình tròn đấy, hình tròn, rồi là những cái hình mà nó hình thù nó rất là đặc biệt, không có những cái đồ để các bác tháo ra, để các bác dùng cái con cà lê xích này các bác tháo cho em, rất tiện dụng luôn đấy. Đây đây đó, nó có 3 khóa, khi khóa chặt hơn sẽ càng chắc chắn hơn. Nó có thể tháo rời một số bộ phận ống lớn hơn. Có thể sử dụng nó để tháo rời các bộ phận tròn, vuông, nhẹ nhàng dễ dàng. Cũng có thể sử dụng nó để tháo rời một số bộ lọc của ô tô. Đấy, rất tiện dụng nhá. Đấy, nó gọi là cái cà lê xích nhá, nó gọi là cái cà lê xích. Thì bên em đang gửi bác một cái cà lê xích này với giá sẽ là 160.000. Cái sản phẩm này, cái mã hàng mới, cái mã hàng này đang hot anh nhá. Cái mã hàng này đang rất là hot luôn, rất là tiện dụng. Đấy, cho anh em thợ thuyền, rồi các bác sử dụng gia đình cũng rất ok luôn. Đó, 160.000 một chiếc này, 160.000. Cái sản phẩm tiếp theo em gửi bác một cái mã hàng rất là hay, đó là cái bộ ke góc 5 châm, cũng rất nhiều bác hỏi cái em cái mã này. Đó thì em về thêm cho bác cái mã hàng đó là cái bộ ke góc 5 châm này, để chuyên cho bác nào hay hàn xì thứ rồi các bác cố định cái phần khung hàn, các bác vào các bác hàn nhá. Con này thì khi mà các bác cố định thì sẽ có một cái góc là 90 độ này. Đấy, và một cái góc xéo là góc 45 độ nhá. Hàng này có hiệu Kabushi. Đấy, lực hít là 60 kg nhá, cực kỳ là mạnh luôn. Con này nó 5 châm vĩnh cửu, hít rất khỏe luôn nhá. Đấy, sắt siêu thứ là nó hít ngon lành luôn. Đấy, thấy không? Sắt siêu thứ là hít ngon lành luôn, hít chặt lắm. Đấy, nó hít khỏe dã man luôn. Đấy, các bác cứ kẹp rồi hít dã man ngủ luôn. Nó là cái keo góc 5 châm nhá. Đấy, em báo giá luôn. Đây em đang gửi bác một cái keo góc 5 châm này, giá của nó sẽ là 90.000 nhá, hít rất khỏe, 5 châm vĩnh cửu mà. Đấy, 90.000 một cái này, thì các bác khi mà các bác xài các bác sẽ ke là một góc là 90 độ và một góc là 45 độ. Đấy, dành cho em thợ hàn xì nữa rồi các bác cố định để các bác hàn nó không bị lệch các thứ nha. Đây các bác cùng xem một cái video về sản phẩm này. Đấy đây, đấy ví dụ các bác xài các bác có thể dùng để các bác ke một góc 90 độ này. Đấy, rất ok nhá, ke một góc 90 độ này. Đấy, rồi một cái góc chéo 45 độ này. Rất hay luôn. Đấy, và các bác có thể ke góc trên góc dưới, nhưng mà các bác mua nhiều 1-2 con về mình có thể ke một phát góc trên góc dưới luôn, dùng rất tiện dụng. Đấy, ke góc 45 độ này các bạn nhìn này. Đấy, khi mà cái này anh thợ anh làm rất tiện dụng luôn, rất là ngon nhá. Đấy, rồi là ke những cái góc song song. Đó, ke góc vuông, góc nọ góc kia, nói chung là cái này nó ứng dụng được nhiều việc lắm. Đặc biệt là trong anh em thợ hàn thằng hiếc các thứ ứng dụng rất nhiều việc luôn, mà giá rất là bình dân. Nó chỉ có 90.000 một cái thôi. Lên mã cho em xem cái ke góc 5 châm nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Đang gửi bác là 90.000 cái này. Đây nó rất là dính mấy cái với nhau này. Đó, 90.000 một cái nhá, ke góc 5 châm. Lô thùng đạn của Mỹ này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Về để các bác đựng đồ nghề các thứ này rất là tiện luôn, mà riêng với cái dòng thùng đồ đạn của Mỹ thì các bác yên tâm về chất lượng và độ bền rồi. Chắc là nếu mà cái thùng này thì em tính ra nếu mà các bác chỉ có đựng đồ không thì chắc là các bác dùng còn tầm 20-30 năm luôn, thật sự luôn, rất dày. Nhìn nó nhỏ nhỏ thôi mà em vừa cân lên nó nặng khoảng tầm 3 cân nhá. Nhìn nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nặng 3 cân, nặng dã man luôn. Là các biết cái chất tôn nó nào, cái miếng thép của nó là dày dã man luôn. Đây, đấy, có phần quay sách này, đấy, đây, ký hiệu đạn điếc 7.62 ly này, đấy, 200 cát này, hàng của USA nhá, rất xịn sò luôn. Thì về các bác muốn dùng thì các bác mở trong này ra, tay các bác cậy lên này, đấy, sau đó các bác mở ra. Đấy, và các bác mở ra nhá, thì dây bên trong đây thiết kế cực kỳ là chắc chắn luôn, tôn rất dày nhá, cái miếng thép này của nó rất dày luôn. Ở đây thì còn bo cả một cái giòn cao su này, khi mà các bác đậy vào nó rất là kín luôn, không lo nước nôi nó vào nhá, không lo độ ẩm không khí nó vào, rất kín. Các bác đựng đồ đựng đạc rất ok. Đấy, mà lúc nào mà các bác muốn cài vào thì các bác ấn xuống này, ấn nó xuống này. Đấy, một tay các ấn này, một tay các bác cài này. Đó, thấy không? Cái khóa nó kêu keng keng luôn, rất chắc chắn nhá. Đấy, rất chắc chắn luôn. Đây, rất xịn sò, ok luôn, quá ok. Kích thước thì em đã đo sẵn đây rồi. Kích thước sản phẩm này thì chiều dài của nó sẽ là 28 này, chiều rộng là 15 và chiều cao là 18 nhá. Đó thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em, sẽ là sản phẩm là cái thùng đạn USA. Đấy, giá thì em về mức giá rất dễ mua bác luôn, 310.000 có nhá, 310.000 một chiếc nha. Đấy, kích thước là 28 nhá, 28 chiều dài, chiều rộng 15 và chiều cao của nó sẽ là 18 nhá. Có phần quai sách này, rồi là phần khóa nắp ngon lành cho bác luôn. Đấy, khóa rất chặt luôn, khóa cực kỳ chặt luôn các bạn. Đấy, có thấy không, kêu càng keng luôn. Cái này phải lực tay đẩy vào cũng phải rất là khỏe, mà lực mở ra cũng phải khá là khỏe nhá. Đấy, vì nó đóng rất là chắc, đóng rất là chắc luôn. Đó, thiết kế rất chắc chắn nhá. Nặng hơn 3 cân, nặng hơn 3 cân mà. Đấy, à đây, cái nắp này có thể là tháo rời luôn này. Đấy, cái nắp này có thể tháo rời luôn. Các bác cần dùng, các bác có thể tháo được cái nắp này ra luôn, rất tiện dụng luôn nhá. Đó, đóng vào này, ok luôn. Đó, rồi, tên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái thùng đạn của Mỹ nhá, thùng đạn Mỹ USA. Đấy, kích thước là 28 x 15 x 18. Giá tại Việt Nam đang gửi bác là 310.000 một chiếc nhá, 310k một chiếc, bao ship tận nhà luôn. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì cũng rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này luôn, đó là cái con ấm siêu tốc của Hikari nhá. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là ấm siêu tốc của Hikari. Giá thì hiện tại Việt Nam vẫn đang rất là bình ổn với bác luôn, 320.000 một chiếc của bao ship tận nhà luôn. Công suất của sản phẩm này thì sẽ là 1.500W nhá. Dung tích là 2,3 lít. Dòng này thì là hàng Nhật xuất nên là sử dụng điện 220, nên là các bạn yên tâm về chất lượng nhé, dùng cực kỳ là ngon lành luôn. Đấy, cái này thì bên em bán khá nhiều về cái dòng sản phẩm ấm siêu tốc của Hikari rồi. Nói chung là dùng chất, dùng thích lắm. Đây, đó, phần đế ấm này, phần ấm chính này. Đấy, ấm chính nhá. Đấy, Hikari và có dòng chữ là Made in Japan có nhá, Made in Japan. Tay cầm này. Đấy, công tắc nhá, công tắc này. Đấy, công tắc. Phần nắp mở này bên trong, toàn bộ để inox 304, hàng 2 lớp nhá. Bên ngoài nó phủ một cái lớp nhựa nên là khi các bác xài không nó bị nóng các thứ là ra ngoài rất ok luôn. Đây, hàng vẫn còn nguyên siêu này. Đấy, hàng vẫn nguyên siêu, hàng mới keng luôn nhá, hàng mới keng luôn, rất ok. Dùng cầm cái con ấm này chắc chắn lắm ạ. Ấm Nhật mà nên là cầm nó chắc lịch, cầm nó nặng trịch luôn. Đấy, không như cái dòng ấm trôi nổi các bác cầm nó nhẹ phỗng như con này. Ấm cầm cực kỳ chắc này. Đấy, phần chân khâu đồng nhá. Đấy, Hikari. Đó, công suất là 1.500W này, dung tích 2,3 lít. Đấy, có tem đầy đủ hết luôn. Đấy, còn đây là phần đế ấm, bo inox vùng quay. Đấy, phần dây nguồn ngon lành cho bác luôn nhá. Đấy, nhìn khâu đồng vàng chóa luôn này. Đó, ok. Đấy, về các bác để đây, bấm cái vào đây lên, khi nào mà nước sôi tự động nảy, có thế thôi, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là siêu phẩm ấm siêu tốc của Hikari với mức giá là 320.000. Mình làm sẽ bao ship cho các bác tận nhà luôn. Đấy, dùng điện cho em là điện 220 nhá. Nhớ giúp em là dùng điện 220 nên là các bác yên tâm rồi. Điện Việt Nam, điện phổ thông. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lô ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện U5 nhá, U5. Em báo giá luôn 250.000 một chiếc này. Đấy, hàng chuẩn chính hãng của Nhật, cực kỳ xịn luôn đây. Đấy. Sản phẩm thì khi mà các bác mua thì sẽ sở hữu là một cái bộ ổ như này. Đấy, sẽ gồm có là 1, 2, 3, 4, 5 ổ nhá. Chân dẹt, chân tròn, chân 3, chân 4 các bác cắm được hết luôn. Đó, toàn bộ ổ này thì đều tích hợp công tắc bật tắt nhá. Đấy, các bác dùng là các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi cho nó an toàn. Đấy, tránh tình trạng cháy nổ hoặc là trẻ con cái thứ nó có chẳng may nó chạm vào nó không bị giật các bác nhá. Đây nó có cả phần chống giật của trẻ con này. Đấy, có phần nắp đậy đầy đủ hết luôn. Đấy, đèn báo cho từng ổ một luôn nhá. Các bác bật ổ nào thì nó sẽ lên đèn báo ổ đấy nhá. Đấy, tắt thì nó sẽ tắt đi, lúc nào bật thì nó sẽ lên đèn báo nhá. Đấy, có đầy đủ luôn. Con này thì hàng của thương hiệu Akira nhá, Akira đây, Akira. Đấy, mắc công suất của nó sẽ là 3.500W nhá, sử dụng là điện 110 đến 220, 50-60 hạt này, Made in Japan, các bạn nhìn rõ không? Đó, Made in Japan. Đấy, dòng ổ điện của Nhật cực kỳ xịn. Dây này của nó sẽ là dây dài 5m nhá, dây dài 5m nên là các bác cũng là thoải mái luôn, các bác dòng dạo các bác từ đầu nhà đến cuối nhà luôn, rất ok. Dây khá là to, mềm. đẹp, chắc chắn, phần đầu cắm chắc chắn luôn. Rồi, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái ổ điện U5 nhá, ổ điện U5. Em báo giá bác luôn, đang gửi bác là 250.000 một chiếc ổ điện U5 nha, bao ship đến tận nhà bác luôn nhá. U5 250.000 một chiếc. Nói chung là với một cái mức giá 250.000 các bác sở hữu cho em một cái con ổ này thì quá chất lượng luôn. Đấy. Toàn bộ của nó sẽ là chân đồng luôn nhá. Đấy, chân đồng và có tích hợp công tắc, đèn báo, phần chống giật trẻ em, đầy đủ ngon này. Hàng made in Japan nhá. Đấy, không có gì phải chê về cái sản phẩm này rồi. Đấy, quá ok luôn. 250.000 bao ship và việc chốt luôn luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lô mic hát karaoke đấy, của Mỹ đây. Em báo giá luôn 290.000 một cây này. Đấy, và cũng ưu đãi duy nhất trong ngày hôm nay là sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. 290.000 một chiếc, bao ship tận nhà nhá. Một con mic của Mỹ, con này thì của thương hiệu Shure nhá, Shure. Đấy, hàng made in USA này. Đấy, quá xịn luôn. Đây mở ra bao còm trước này. Bộ sản phẩm thì sẽ gồm có là một dây. Đấy, dây này chắc dài khoảng tầm 5 m nhá. Đấy, dây khoảng tầm 5 m đây. Made in USA nhá, dây chống gập, chống rối, chống nhiễu. Đó. Đây là phần đầu này, có nhìn phần đầu mic của nó này. Đấy. Cái phần khâu đồng, nói chung hàng Mỹ có yên tâm về chất lượng đi, thiết kế cực kỳ là sắc nét, rất đẹp luôn. Đấy, cả những cái phần chui cắm này của nó thấy nó chất lượng rồi, nhìn nó khác bọt hẳn luôn. Đấy, và nhân vật chính đó là chiếc mic này. Mic thì yên tâm không hú. Đấy, không hú, không dè mà bắt cực kỳ tốt luôn. Đây các bác mở ra xem. Mở ra thì bên trong đây sẽ có cho bác là một dòng chữ Made in USA được dập ở trên thân của mic này. Đấy. Sợi của nó sẽ là sợi đồng, quá ok luôn. Đấy, đây là phần lọc này. Đấy, lọc mic thì các bác có thể tháo ra, thi thoảng mình tháo là mình vệ sinh cho nó sạch sẽ. Đấy. Logo Shure này. Đấy, cờ Mỹ USA. Đấy, đây các con này thiết kế rất hay, hàng Mỹ thiết kế rất hay. Cái con này là cái phần công tắc bật tắt là nó sẽ ở đây. Đấy, các bác dùng thì các bác xoay vòng này nhá, nó không bình thường là các bác cứ hay đẩy, như con này nó là dạng xoay vòng. Nói chung thiết kế người Mỹ đôi khi nó cũng rất là, nước ngoài đôi khi nhiều cái nó rất là dị đó. Các bác chỉ việc cắm vào này. Đấy, cắm vào, sau đó cái phần này các bác cắm âm ly nhà mình là các bác xài thôi, quá ok luôn. Đấy, mua cho một con này về các bác thỏa sức là ca hát sáng tạo ok luôn đó. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là mic Mỹ nhá. Đấy, bộ mic Mỹ bao gồm là một dây và một mic. Đấy, với mức giá sẽ là 290.000 và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Mic Mỹ nhá, 290k bao ship. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái sản phẩm ống nhòm này. Đấy, ống nhòm nhá, ống nhòm của Galileo. Đấy, tiếp tục về cái mã ống nhòm của Galileo này. Cái này thì dùng duyên chuyên cho các bác hay đi phượt, đi chơi, đi du lịch. Đấy, các bác thám hiểm. Đấy, các bác cần ngắm cảnh vật rồi là nọ kia là các bác dùng cái con này các bác ngắm xem. Đấy, con này nói chung là nhìn rõ lắm ạ. Đấy, tầm ngắm nhìn rất là rõ luôn. Đây, bao phủ ra luôn, mới keo nguyên túi này, này rất thuận tiện để các bác mang đi chơi du lịch, hoặc các bác ở nhà mình có ngắm cảnh ngắm vật chim cò thì là ok luôn. Đây, con này nó có thể là phần chỉnh tùy khớp theo cái phần mắt của các bác nhá. Đấy, về các bác sau đó các bác cứ nhìn trực tiếp vào đây này. Đấy, nhìn trực tiếp đây và các bác căn chỉnh cái này làm sao cho nó phù hợp với lại cái phần mắt hai bên của mình, làm sao nó đặt khớp đây thì các bác điều chỉnh cái phần gập này. Đấy, cái này cái núm xoay để nó chỉnh cái độ sắc nét nhá, độ sắc nét. Đó, có thế thôi, rất là dễ dùng, dễ sử dụng các bác luôn nhá. Hàng này của Galileo của Mỹ nhá, cực kỳ xịn sò. 20x50 này, đó 1.000 mét ấy, tương đương khoảng tầm một cây số. Đấy, nói chung là nhìn rõ, nhìn thích cực kỳ luôn. Cái này bên em đang bán khá là nhiều rồi có nhá. Đó, để bác nào ưng cái sản phẩm này thì vào việc liên hệ bên em nhá. Đấy, 270.000 nhé, em báo giá luôn 270.000 cho một cái chiếc ống nhòm này, nhìn rất là xa luôn, nhìn rõ nhìn xa, dùng thích lắm. Đấy, cho các bác đi chơi, đi du lịch, đi thám hiểm, đi rừng, đi rú, các bác ngắm cảnh động vật các thứ ok luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái ống nhòm nhá, ống nhòm Galileo của Mỹ nhá. Ống nhòm giá bên em đang gửi bác là 270.000 một cây và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn nhá. Đấy, 270k bao ship, giá rất tốt luôn. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái túi giấy lau giày này. Đấy, chuyên bác đi giày, đấy, đi chơi đi du lịch, đôi khi giày nó hay bị bẩn đấy, để mà đôi khi các bác lôi ra đánh cái thứ giặt rũ nó rất mất thời gian này, các bác mua cho em cái túi này về. Đấy, nó rất là nhỏ gọn thôi. Đấy, nhỏ gọn. Một túi này thì hình như nó được là 30 tờ nhá, rất nhỏ gọn. Đấy, mang đi mang lại rất là tiện nhá. Thì về các bác bóc ra. Cái này nhiều dạng giấy ướt nhưng mà nó là giấy lau giày nhá, chuyên để các bác vệ sinh lau giày này. Đấy, túi khăn rất là to luôn này. Đấy, và ở trong này thì nó chứa những cái chất gọi là như kiểu là dạng tẩy rửa rồi là các thứ hết rồi. Đây, đấy, bên trong có hết luôn này. Đấy, đi về các bác cứ dùng khăn này các bác lau trực tiếp vào giày dép của mình là ok luôn. Đây, chuyên để có các lau giày nhá. Đấy, giày thể thao, giày da, giày sờ nách các thứ, tất cả hầu như tất cả các loại giày luôn. Đấy, dùng rất là tiện nhá. Đấy, em báo giá luôn, lên mã giúp em sẽ là cái túi giấy lau giày nhá. Đấy, bên em đang bán lẻ một túi này thì sẽ là đi 20k. Đấy, khi mà các bác ưu đãi tốt, khi mà các bác lấy 3 túi đấy, thì bên em sẽ bình tính với bác giá rất tốt luôn, 50k nhá. 50k cho 3 túi giấy lau giày, còn nếu các bác mua lẻ một túi thì là 20k nhá. Đây, đây em sẽ test bác coi luôn này. Đấy, đây em vẽ vời các kiểu đây nhá. Đấy, ví dụ như là em muốn tẩy đi thì như thế nào? Đấy, thì em sẽ dùng cái khăn này. Em lau đi nhá. Đấy, em lau đi này. Đấy, thì khi mà các bác lau thì nó sẽ tạo thành có một cái lớp bọt này. Đấy, lớp bọt này. Đấy, thì các bác nhìn này. Rất sạch luôn, ở đây nó có một cái lớp bọt này. Đấy, còn những cái chất bẩn nó sẽ hút hết vào trong cái khăn này. Đấy, khi mà các bác lau, đấy, các bác lau giày lau dép xong rất là sạch. Đấy, và các bác chỉ cần lau một lúc thôi, đến lúc nó sẽ tự động nó sẽ khô. Cái này khô khá là nhanh vì cái dung dịch nó dạng kiểu dạng nó bay hơi nhanh đấy, bay hơi nhanh. Đấy, nên là dùng rất ok nhá. Lên mã em sẽ là cái túi giấy lau giày nhá. Một túi này là 20k và 3 túi là 50.000. Về các bác lau giày lau dép các thứ rất sạch sẽ luôn, đỡ phải giặt nhá. Đấy, mua một vài túi về thi thoảng mình lau, hoặc lấy 3 túi 50.000 về các bác lau. Đấy, đi mọi lúc mọi nơi mình có thể mang đi mang lại được, vào nhà mình cũng xài luôn. 50k 3 túi nhá, lấy một lẻ một túi là 20.000. Túi giấy lau giày. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp, cái hộp này là cái hộp tẩy xoong nồi đa năng, rất là hay. Đấy, chuyên để các bác tẩy xoong tẩy nồi nhá, rất là tiện dụng luôn. Đấy, xoong nồi các bác mà đang bị cặn bẩn cái thứ này thì các bác mua trong cái lọ này về tẩy cực kỳ sạch luôn. Đấy, các bác kết hợp với lại một cái búi rác sắt, búi rác kim loại, các bác đánh cùng với cái bột này rất sạch luôn. Cái này em đã dùng thực tế ở đây, còn hũ của nó đây. Đấy, thì về các bác cứ thế là các bác lấy cái bột này các bác phết trực tiếp vào cái chỗ các bác cần ấy rửa xoong mặt nồi thứ này, bàn bếp các thứ ok luôn. Đấy, các bác dùng thì các bác đánh rửa. Đấy, sau đó các bác kết hợp với lại cái miếng búi rửa bác bằng kim loại, các bác có dùng kết hợp với cái bột này các bác đánh rất sạch luôn. Giá thì bình dân thôi, chỉ có 20k một hũ nữa thôi nhá, 20k hũ. Đấy, to chà bá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp là hộp tẩy xanh, tẩy xoong nồi. Đấy, đang gửi bác giá rất tốt, 20k một hũ thôi, 20.000 một hũ tẩy xanh tẩy xoong nồi, 20.000, giá quá hạt rẻ bình dân luôn. Uầy, cái kem tẩy xoong nồi đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Hiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, 20k một hũ tẩy xoong nồi nhá, tẩy xanh tẩy xoong nồi, 20k một hũ này về rất là dễ dùng mà dùng rất là hay luôn. Tiếp theo thì hiện tại em đang gửi bác đó là cái mã đá mài này, đá mài dao nhá, hàng của thương hiệu Katashiwa made in Japan. Hiện tại em đang có hai mã đá, là một mã là đi 5.000 10.000 nhá, 5.000 10.000, và một mã đá là 8.000 3.000. Đấy thì cái này thì thông số của nó càng cao thì cái phần độ mịn này nó càng cao nhá. Đấy thì các bác tùy nhu cầu. Đấy, các bác muốn độ mịn nó thấp thì các bác mua cho em cái mã 3.000 8.000 này này. Còn các bác muốn mà cái độ mịn nó cao thì các bác mua cho em cái mã là 5.000 10.000 nhá. Đấy, toàn bộ hàng này của Made in Japan, thương hiệu là Katashiwa nhá, Katashiwa. Đấy. Con này thì sẽ có hai mặt nhá, hai mặt thì các bác ví dụ một mặt là các bác mài dùng để mài phá, và một mặt là các bác dùng để mài sắc, mài lấy lưỡi nhá. Thì các bác dùng hai mặt rồi cho em. Và đi kèm thì sẽ có cho bác là một cái giòn cao su, một cái giòn cao su này. Đấy, các bác cho vào cái phần đáy của nó này. Đấy, và các bác để ví dụ để trên phần mặt kính, mặt đá hoa vô tư cho em thoải mái luôn, không là nó bị trơn trượt nhá. Cái phần mặt cái phần giòn cao su này nó bám dính rất tốt luôn, cái độ bám dính rất là cao. Đấy, các bác để phần mặt kính mặt đá hoa không lo nó trơn trượt nhá. Các cụ bảo là đòn sắc không bằng chắc kê. Đấy, các bác làm gì làm mình cứ phải chắc chắn trước đã, sau đó các bác làm công việc các thứ nó mới suôn sẻ được. Mài con dao thứ là các bác mài nó không bị xô dịch đá, mài nó mới mượt, nó mới ngon được, nó mới sắc được nhá. Đó, bên em sẽ chia thành hai loại nhá. Cái mã đá là mã đá 5.000 10.000 này thì sẽ là mã đá A nhá, đá A. Đấy, đá A này, đá A thì tại vì em đang gửi bác giá sẽ là đi 90.000 nhá, 90k một viên này thôi, chỉ có 90.000 mã đá mài A, 90.000 một viên. Còn nếu mà các bác muốn mua cái con 3.000 8.000 nha, 3.000 8.000 thì sẽ mã đá sẽ là đá B nhá, đá B. Mã đá B này thì tại bên em đang có giá là đi 80.000. Đấy, nó chênh nhau 10.000 một viên. Mã đá B là 80.000 nhá, 80.000 3.000. nhá. Độ mịn sẽ là 8.000 3.000. Đá B sẽ là 80.000 một viên, còn mã đá A thì sẽ là 90.000 một viên nhá, 90.000 một viên. Thì toàn bộ thì sẽ có đều tặng kèm thêm bác là cái giòn cao su như này. Đấy, cái giòn để cao su để các bác kê nó không bị trơn trượt nhá. Em báo giá lần nữa này. Đá A thì đang có giá là 90.000 và đá B đang có giá là 80.000 nhá. Đấy, đá A thì là 5.000 10.000, đá B là 3.000 8.000 nhá. Hàng của thương hiệu Katashiwa made in Japan. Tiếp theo thì cũng là một cái món đồ nhà bếp này. Đấy, em còn mấy cái chảo này em cũng lên thanh lý xả kho bán anh bác luôn. Dòng chảo cực kỳ đẹp luôn. Đấy, chảo rất đẹp và chất lượng nhá. Toàn bộ thì đều phủ một cái lớp chống dính. Con này thì đường kính nó nhỏ nhỏ một chút thôi. Đường kính của nó rơi vào là đi nó rơi vào là 18 cm nhá, 18 cm. Đấy, 18 cm. Chảo này hôm nay em cũng xả kho, em còn ít em xả kho, còn mấy cái em xả kho nốt luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái con chảo 18 cm nhá, chảo 18 cm này. Chảo 18 cm này thì bữa trước đang bán cho bác là 60.000. Hôm nay em về cho bác mức giá rất dễ mua luôn, 30.000 một cái nhá. 30.000 một cái chảo 18 đi này, chỉ có 30.000 thôi. Giá nó quá bình dân luôn, các bác mua đâu một con chảo này. Hàng này bên em hàng ôm lô, hàng thanh lý nên cái giá nó tốt rồi thôi. Đấy, có phần tay cầm đầy đủ luôn. Bên trong bên ngoài đều tráng một lớp chống dính nhá, chống trượt trượt, các bác mua về. Ví dụ như là mình có rán quả trứng rồi là nấu những cái món nhỏ nhỏ vào đây cũng rất là tiện dụng luôn. Đấy, khá là sâu nhá, khá là sâu. Để về các bác rán nấu cho thoải mái luôn. Đang giảm giá xả kho có 30.000 thôi. Lên mã duy em sẽ là cái chảo đường kính là 18 cm nhá. Đấy, chảo đường kính là 18 cm với giá sẽ là 30.000 một cái chảo nha, 30.000 một cái. Sau đó tí sau thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái mã đó là cái kệ hai dâu. Lên mã em sẽ là cái kệ hai dâu, cái này thì giá bình dân thôi, chỉ có 10.000 một cái nhá, 10.000 một cái. Đấy, mua bác mua này bên em vừa mua vừa tặng được cái sản phẩm đấy. Giá rất là hạt rẻ rồi. Lên mã em sẽ là cái kệ hai dâu nhá. Đấy, kệ hai dâu. Về các bác dùng để đựng điện thoại, đựng điều khiển tivi rất tiện dụng luôn. 10.000 một cái nhá, 10.000 một cái. Thì đây, cái này về rất là dễ xài. Đó, đây em bóc cho bác một cái này. Đấy, về các bác rất là dễ xài luôn nhá. Về các bác ví dụ giá chỗ nào vị trí các bác muốn sử dụng, các bác lấy theo cái miếng ra này, dán nó vào đây. Con này có bằng dính, miếng bằng dính em ạ, các bác dán lên tường. Đấy thì ví dụ cái khe này các bác dùng để mình để điện thoại vào đây này. Đấy, để điện thoại vào đây. Rồi ví dụ phần móc này, ví dụ các bác có chìa khóa đồ các bác móc các bác đeo vào, rất tiện dụng luôn. Đấy, ngoài ra nếu các bác không thích dán thì mình có thể là ghim cái đinh vào đây nhá. Đấy, trong hai cái lỗ đinh như này. Đấy, để các bác ghim đinh vào. Đấy, ghim đinh sẽ chắc chắn hơn. Ở đây. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, khi mà các bác dán lên nhá. Đấy, ví dụ mình có thể dùng để sạc điện thoại này, cũng rất là tiện dụng này. Rồi các bác đeo móc chìa khóa các thứ này cũng rất là hay luôn. Đấy, để phần đầu giường, cửa lối ra vào. Đấy, những cái chỗ vị trí đắc địa. Đấy, mình đôi khi là mình bất tiện mình không có cái đồ để. Đấy, các bác lấy cái này các bác cho vào cũng rất hay. Đó, tiện dụng cực kỳ luôn nhá, rất hay nhá. Đó, 10.000 một cái nhá, 10k một cái kệ hai dâu nhá. Đấy, 10k một cái. Về các bác để vào là xài là ok luôn. Đấy, móc chìa khóa để điện thoại đây. Ở đây có phần khe này, các bác để điện thoại đây là các bác vẫn có thể là cắm được sạc nhá, cắm được sạc luôn. Lên mã em sẽ là cái kệ hai dâu, đang gửi bác là 10k một cái kệ hai dâu này nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ vòi xịt vệ sinh. Đấy, bộ vòi xịt vệ sinh inox 304. Bộ này thì về các bác xài thì quá ok rồi. Đấy, cái này thì em bán khá là nhiều. Đấy, các bác mua về thay những con vòi nhựa, vòi truyền thống đi. Đấy, con này thì dùng cực kỳ thích luôn. Đây, một cái bộ vòi xịt vệ sinh sẽ gồm có kèm bác là một cái sợi dây đi kèm này. Dây này thì dây chống gập, chống rối nhá. Đấy, dây cũng là dây inox luôn. Tiếp theo là một cái tay xịt này. Đấy, tay xịt inox 304 nhá, Su 304. Đấy, hàng này thì hàng của thương hiệu Osaka Japan. Đấy, Osaka Japan. Cái phần bóp này nó rất là nhẹ. Đấy, bóp rất là nhẹ, bóp rất là thích luôn. Cái lượng nước ra phụt nó ra rất đều, rất là mạnh nhá. Và bên trong này thì sẽ gồm có các bác là một cái giá đỡ đi kèm luôn này. Đấy, về các bác gắn vào tường và có đi kèm thêm cho bác là cả ốc vít luôn. Rất chu đáo và cẩn thận nhá. Có đi kèm bác là cả ốc vít thì về các bác kết nối lắp vào nguồn nước, lắp treo cái giá đỡ lên và các bác cài này lên, lúc nào dùng thì các bác dùng xong là các bác cài lên, rất là gọn gàng ok nhá. Đấy, full combo một cái bộ này, một cái bộ vòi xịt inox 304 nhá, từ inox, từ ốc cho đến đầy đủ dây vòi thứ, toàn bộ bằng inox luôn nhá, nên các bác dùng rất là bền. Đấy, đặc biệt là các bác dùng trong môi trường nhà vệ sinh, nhà tắm thứ ra nó rất là ướt át ở mướt thì các bác dùng cho em inox này rất là bền. Đó, 100.000 bộ nhá, 100.000 bộ thôi. Đợt này cũng đang được giảm giá xả kho đấy. Lên mã em sẽ cái bộ vòi xịt vệ sinh đang gửi bác là một bộ này là 100k nhá, một bộ là 100k, là chọn bộ luôn, là về là các bác chỉ việc là lắp vào các bác xài thôi, không cần phải mua thêm gì cả nhá, vì ở đây nó có cả kèm cả ốc vít rồi. Đấy, kèm cả ốc vít rồi là kèm cả là dây dẫn xịt, giá đỡ, tay xịt các thứ đầy đủ luôn, là 100 chọn bộ, như một bộ này là 100.000, hàng của Osaka Japan. Đấy, Osaka Japan. Chọn bộ là 100.000 một bộ nhá. Đấy, lên mã em sẽ là cái bộ vòi xịt 100k một bộ nhá. Đó, giá rất hạt rẻ bình dân. Ổ điện U1 này, ổ điện U1 nhá. Ổ này thì giá bình dân thôi, 50.000 một cái ổ này rất là hay. Đấy, các bác mua về sử dụng mình vừa có đây. Ở đây em sẽ giới thiệu chi tiết luôn này. Nó sẽ có những cái ổ cắm để các bác cắm điện trực tiếp 220 này. Đấy. Rồi là một cái bóng đèn ngủ này, và có kèm luôn các bác là hai cái cổng USB. Ví dụ là các bác có thể là cắm đầu giường. Mình vừa làm một cái ổ cắm để các bác cắm thiết bị điện này, có hai cái cổng để các bác ví dụ là cắm sạc điện thoại này, rồi là có một cái đèn ngủ để các bác làm cái đèn ngủ luôn rất hay. Đấy, cấp trực tiếp vào nguồn 220 cho em là các bác xài nha. Đây, cắm cho bác coi thử này. Đấy, các bác cắm trực tiếp điện 220. Đó, các bác bật là nó sẽ lên cái đèn nha. Đó, một cái ánh sáng nó vừa vừa đủ để các bác làm một cái đèn ngủ rất là hợp lý luôn. Đấy, đây là cái công tắc này. Công tắc này là cái công tắc nguồn của cái ấy này các bác nhá, cái công tắc nguồn của cái bảng này, đấy, của cái bảng mạch này rất là hay luôn. Đó, có cả cái công tắc nguồn luôn, lúc nào mà các bác ở đây nó có cả công tắc riêng luôn, lúc nào mà các bác dùng đèn ngủ các bác có bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi. Và đây là cái công tắc nguồn của cái bảng mạch này. Đấy, nếu mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi. Nhiều khi ví dụ là trẻ con thì biết rồi, nó có cái công tắc này rất an toàn luôn. Và đây là hai cái cổng USB nhá. Thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ này sẽ là cái ổ điện U1 nhá. Ổ mã sẽ là ổ điện U1. Ổ điện U1 này thì hiện tại bên em đang của bác giá rất là bình dân, chỉ có 50.000 thôi, 50k nhá. Mã sẽ là mã ổ điện U1 nhá. Đấy, mã ổ điện U1 là 50k, nó còn có kèm cả cái bóng đèn ngủ rất tiện dụng luôn. 50k một cái ổ điện U1 nha. Ngoài ra thì đây bên em có bán kèm thêm cho bác đó là cái dây sạc cam 3 đầu. Đấy thì về các bác có thể cắm vô đây này. Đấy, để các bác sử dụng các bác sạc cho điện thoại này. Đấy, cái dây sạc này rất là hay. Đó, toàn bộ thiết kế phần vỏ ngoài là được bọc silicon chống gập chống gãy nhá. Các bác cứ vò gập cho em thoải mái, không lo nó bị gãy đâu. Siêu bền luôn, riêng cái dòng này thì siêu bền. Đấy, các bác nhìn cái phần bo này, nó bo kim loại luôn nhá, rất chắc chắn luôn. Đấy, kể cả phần đầu nó này. Đó, về các bác có cổng USB các bác cắm trực tiếp cái cổng USB là các bác xài. Con này nó còn có cả đèn báo luôn nhá. Đây có cả đèn báo luôn này. Đấy. Cái này thì các bác sạc thì con này sạc thì các bác sạc đa năng hầu như tất cả các loại máy hiện tại bây giờ. Đấy, cho chân Samsung chân iPhone này, đấy, chân iPhone. Rồi là chân Samsung đời cũ này. Đấy, rồi là chân Samsung đời mới, chân Type-C nhá. Chân này là chân micro USB này, và chân này là chân Lightning này. Đấy, cắm iPhone này, cắm Samsung, cắm Oppo, cắm Lenovo, rồi là tất cả các loại máy trên thị trường bây giờ luôn. Đấy, rất tiện dụng. Cái dây sạc này hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 40.000 một dây nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dây sạc cam 3 đầu. Đấy, dây sạc cam 3 đầu này. Sạc cam 3 đầu. Đó. Đang gửi bác một cái dây sạc cam 3 đầu này với giá sẽ là 40.000. Đấy, 40.000 một cái dây sạc cam 3 đầu nha. Đấy, 40.000 một dây. Còn cái ổ điện U1 này thì đang bán là 50.000. Đó, về các bác sử dụng rất tiện dụng luôn. Dòng này thì các bác yên tâm là dùng cực kỳ nồi đồng cối đá luôn. Dây nó rất là chắc chắn. Đấy, cái này thì em bán siêu nhiều rồi. Đấy, năm vừa qua mới bán chắc về đến vài trăm nghìn cái dây luôn, dã man luôn các bác nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con máy rửa xe chạy pin này. Lâu lâu không quay chắc là các bác quên nhá. Giá thì bên em vẫn đang bình ổn đấy bác, mà giá thì rất hạt rẻ luôn. Chỉ có 270.000 cho một cái con máy rửa xe chạy pin này thôi. Đấy, 270.000 một con nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái con máy rửa xe nhá. Đấy, máy rửa xe con này nó xài pin nhá. Máy rửa xe xài pin. Đấy, máy rửa xe này xài pin. 270.000 và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn nhá. 270.000 một con máy rửa xe chạy pin này, bao ship tận nhà luôn. Đó. Bộ sản phẩm thì đầy đủ các phụ kiện đi kèm. Đấy, có dây dẫn này. Đấy, rồi là ở đây thì sẽ có là phần đầu nối thứ này. Đấy, rồi là lõi lọc nước nhá. Đầy đủ luôn, rồi là hai cái béc phun. Con này thì có hai béc phun, một béc phun cho chế độ là rửa xe. Đấy, và rửa xe rửa sân. Và một cái béc phun để các bác có thể dùng để tưới cây. Đấy, tưới cây các thứ là rất tiện dụng nhá. Đấy, đầu cút nối đầy đủ luôn. Một cái bình xịt tạo bọt tạo tuyết này. Đấy, về các bác ví dụ các bác chế cho em tí nước rửa bát các thứ này, nước xà phòng vào đây. Đấy thì các bác xịt ra nó ra tạo bọt tuyết rất ok luôn. Đấy. Ở trong này thì sẽ có là một thân máy này. Đấy, một thân máy nhá. Đấy, thân máy này rất ok. Đấy, thân máy đây là phần công tắc bấm này. Đấy, công tắc bấm nhá. Một cái đốc pin, một cái đốc pin. Đấy, một cái đốc pin này rất ok luôn, một cái đốc pin. Đấy, về các bác gắn đốc pin vào đây. Sau đó các bác bật máy này các bác xài. Và đi kèm cho bác là một cái cục sạc luôn nhá. Một cái cục sạc thì con này nó sử dụng cái chân pin sao, cái chân pin Makita, chân pin phổ thông. Đấy, về nếu mà các bác có pin sẵn luôn thì các bác có thể là lắp luôn vào các bác xài. Đấy thì Và khi mà hết pin thì các bác lại cắm vô đây. Đấy, cắm sạc vô đây, sau đó các bác cắm trực tiếp cái cục nguồn này vào nguồn 220 là các bác cắm sạc cho cái cục sạc này rồi. Đấy, rất tiện dụng. Đây em sẽ lắp vào, bật máy test bác coi nhá. Đó, đây. Đó, lên này, con nhìn này, đấy vẫn còn nước này. Đấy, hàng test vẫn còn nguyên nước này. Đó, nguyên nước nhá. Đấy, rất ok luôn. Đó, cực kỳ là ngon lành ngày nào luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đó, máy nó chạy rất êm nhưng mà cái lực phun nó rất là khỏe nhá, cái lực phun nó rất là khỏe luôn. Đấy, lực phun nó rất là khỏe. Cái đầu này sẽ là đầu ra, còn đầu này là đầu hút nước vào này. Đấy, đầu hút nước vào, còn đây là sẽ là đầu ra nhá, đầu ra. Đấy, về các bác lắp đặt và các bác xài thôi, rất ok, rất tiện dụng luôn. Cái này thì không cần phải dây dọa gì lằng nhằng. Đấy, mình rửa xe này, rửa sân này, rồi là phun tưới cây cũng rất là ok luôn. Đấy, mà giá nó bình dân, nó chỉ có 270.000 một cái thôi. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái con máy rửa xe chạy pin nhá, 270k và ưu đãi cực sốc là bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, đầy đủ phụ kiện này, pin này, thân máy này, rồi là dây là nguồn này, phụ kiện lắp đặt đi kèm này. Đấy, bình bọt tuyết này, rồi là con có cả củ sạc đi kèm luôn. Đấy, chọn bộ này là 270.000 một bộ nhá. Đấy, nguyên hộp nha. Đấy, chọn bộ cả một cái con máy rửa xe chạy pin này là 270.000 một cái nhá. Cái sản phẩm kiềng chắn gió bếp ga thì bên em tiếp tục hàng về này. Đấy, cái này thì cũng giá bình dân thôi, 30.000 cho một cái chiếc kiềng chắn gió bếp ga này. Lên mã cho em sẽ là cái kiềng chắn gió nhá, kiềng chắn gió bếp ga 30k nhá, 30k cho một cái chiếc kiềng chắn gió bếp ga này. Cái con này công dụng của nó thì rất là hay. Về thì các bác cứ chụp trực tiếp vào trong cái bếp ga nhà mình. Đấy, và cái con này là nó khi mà các bác chụp vào thì ví dụ như là nhà các bác có quạt gió nữa thì nó không bị thổi, nó không bị lùa ga ra các hướng, nó không bị tỏa ga ra. Và khi mà các bác chụp vào ấy, thì các bác để nồi đây thì nó sẽ áp sát vào cái phần mặt của cái bếp ga. Đấy, thì cái phần nhiệt nó sẽ hấp thụ là trọn vẹn luôn, nó không bị lòe ra ngoài nhé, không bị lòe ra ngoài. Thì các bác đun thứ nhất là vừa đỡ tốn ga này, vừa nhanh này. Đấy, vừa đun vừa đỡ tốn ga vừa nhanh. Đấy, rồi là rất là sạch sẽ, ok luôn. Đấy, cái phần muội miếng các thứ là toàn bộ là khi mà nó không có cái phần giao thoa giữa phần đáy so với phần lửa là nó ít thì cái phần muội thứ là nó sẽ giảm đi nhá, giảm đi rất là nhiều luôn. Đó, công dụng rất là tốt luôn. Nói chung là các bác nên mua cái sản phẩm này về các bác sử dụng lắp vào bếp ga này mình các bác xài. 30.000 một cái nhá, 30.000 một cái. Đó, rất ok luôn. Đây cái phần chân kiềng này thiết kế dạng răng cưa này. Đấy, thiết kế cái dạng răng cưa. Đây là các bác sử dụng các bác xài rất ok luôn. 30k một cái nhá. Lên mã cho em sẽ là cái kiềng chắn gió bếp ga nhá, kiềng chắn gió bếp ga 30k một cái nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ rổ 2 lớp nhá. Đấy, bộ rổ 2 lớp. Bộ rổ 2 lớp hàng của Việt Nhật nhá. Một cái bộ rổ 2 lớp này thì sẽ gồm có cho bác là 6 cái mã này, 6 sản phẩm này thì sẽ gồm có là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Tổng thì sẽ còn có 6 sản phẩm. Thì đây em sẽ mở ra bác coi. Các bác có thể dùng là đi theo bộ và các bác có thể dùng lẻ. Đấy, bình thường ví dụ các bác hay rửa rau rửa cỏ ra, các bác bỏ ra thì ví dụ nó hay róc nước thì các bác dùng làm gì? Đấy, các bác sẽ lấy cho em cái chậu đi kèm này, các bác đút nó vào. Đó thì cái phần nước thừa nó sẽ róc hết xuống phần dưới này. Đấy, để các bác sử dụng nhá. Đó thì cái phần nước nó sẽ không bị văng vãi linh tinh nhá, rất sạch sẽ luôn. Còn nếu mà các bác muốn tách ra thì các bác sẽ tách ra thì sẽ thành được là một chiếc chậu và một chiếc rổ này. Đấy thì một sẽ thành ra 2 luôn. Còn nếu các bác muốn chung thì các bác cho vào nhau thì sẽ chung thành một bộ. Còn nếu các bác không thì các bác tách ra thì sẽ thành được một chiếc chậu này, một chiếc rổ này. Đấy thì đây nó sẽ gồm có cho bác là 6 sản phẩm luôn. Đấy, 6 sản phẩm này. Đây này, 1 này, bộ 1 này. Đấy, 2 này. 3 này. 4 này, 5 này, 6 nha. Đấy, hàng này thì hàng của Việt Nhật nhá. Đấy, bộ rổ 2 lớp vuông nhá. Đấy, kích thước nó có đầy đủ hết luôn. Hàng Việt Nhật thì có yên tâm về chất lượng rồi. Đấy, con này thì nó là thành phần nhựa PP. Nhựa PP thì siêu bền và siêu yên tâm cho sức khỏe và người sử dụng nhá, rất ok luôn. Đấy, lên mã cho em sẽ cái bộ rổ vuông. Đấy, bộ rổ vuông 6 món 2 lớp nha. Đấy, bộ rổ vuông 2 lớp. Đấy, bộ rổ 2 lớp nhá. Cứ lên mã cho em sẽ cái bộ rổ 2 lớp 6 món nha. Giá thì đang rất là hạt rẻ luôn. Đấy, hôm nay em sẽ giảm luôn cái mã này luôn nhá. Bữa trước đang bán bác là 100k. Đấy, 100k hôm nay em giảm luôn bác, giá chỉ còn có là đi 80.000 thôi, 80.000. Đấy, các bác sở hữu cho em một cái bộ rổ đẹp như này, chất lượng như này và nhiều món nha. Đấy, một bộ rổ 2 lớp vuông 6 món luôn nhau nhá, 6 món luôn, vừa có rổ vừa có chậu để về các bác xài luôn. Đấy, mà hàng của Việt Nhật luôn nhá, hàng Việt Nhật luôn. 80.000 một bộ nhá, giày rất chắc chắn, cực kỳ đẹp luôn. Đó, 80.000 một bộ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác hàng, đó là cái lên mã cho em sẽ là cái bộ chổi hót rác này. Đấy, bộ chổi kèm với cả hót rác luôn nhá. Đấy, chổi kèm hót rác, cái này bộ này em bán cũng rất là nhiều mà dùng rất là tiện luôn. Bộ này thì tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 200.000. Hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn, 160.000 một bộ nhá, 160.000 một bộ này. Bộ chổi kèm với hót rác nhá, 160.000 một bộ đây. Mà lắp cho bác một bộ này. Đấy thì một bộ sản phẩm thì về các bác khi mà bên em gửi đi nó sẽ tháo rời ra. Đấy, thì về các bác sử dụng thì các bác sẽ lắp đặt nó vào, sau đó các bác xài luôn. Đây, nó có cái phần đầu chổi này, đầu chổi dạng đầu cước nhá, các bác quét ở tất cả các mọi địa hình luôn. Đấy, đây dạng đầu cước, các bác quét ở môi trường, ví dụ môi trường ở bướt, môi trường nước nôi thoải mái, môi trường khô ráo thoải mái luôn nhá. Và cái phần hai của nó đây nó dạng cước này. Đấy thì cái phần bụi bẩn các thứ nó không bị bết về đây nhá. Các bác sử dụng rất là sạch. Mà mình ví dụ mỗi lần mình dùng xong mà ví dụ bẩn quá là mình có thể mang đi ra nước nôi các bác thứ giặt rũ cho em thoải mái luôn. Đó. Đây là cái phần gầu hót rác này. Đấy, phần gầu hót rác nhá. Đấy, thì về các bác sử dụng là các bác mở treo này lên. Đấy, sau đó các bác lắp đặt nó vào. Gửi kèm các bác thì sẽ gồm có những cái thanh nối thứ nha. Đấy, thanh nối này về các bác nối nó vào với nhau nhá. Đấy, thanh nối bằng inox luôn rất chắc chắn. Đó. Về các bác nối cho em vào với nhau. Đó đây, cả cái phần lại thế này. Đó các bác nối với nhau, sau đó một cái thì các bác nối vào với lại cái phần chổi, đầu chổi, còn một cái thì các bác nối vào với lại cái phần hót rác, có thế là xong, rất là dễ dàng lắp đặt và rất là dễ dàng sử dụng luôn. Đấy cái phần còn lại đây, cái thanh còn lại đây. Các bác nối luôn vào đây cho em. Đó các bác nối đây cho em nhé. Đó các bác nối vào đây. Đó thì các bác nối vào nó sẽ như này. Đây khi mà các bác sử dụng các bác lắp đặt nó sẽ này, sẽ gồm có là một chiếc hót rác đi kèm cho bác là một chiếc chổi này. Cái này rất là hay, thì bình thường là các bác dùng chổi các bác quét rồi, hót rác là các bác dùng thì các bác hót rác rồi. Đấy thì các bác dùng những cái phương án cơ bản như thế. Và ví dụ mình có dính tóc có thứ vào đây, các bác cho là các bác tuốt này. Đấy, cho là các bác tuốt xem. Đấy, rồi ví dụ dính bẩn thì các bác cho là các bác tuốt thì nó sẽ bẩn thứ nào nó sẽ rơi xuống nhá. Nó sẽ rơi xuống. Đấy, rơi vào trong cái gầu hết luôn. Và lúc nào mà xài xong thì các bác cho vào đây. Đấy, cho đây các bác ghép vào lại xem. Các bác cho về nhá, các bác ghép lại vào này. Đấy thì nó sẽ thành một bộ nha. Đó, thấy không? Ghép vào. Rồi các bác cứ cầm này, các bác xách mang đi mang lại rất tiện dụng luôn này. Đấy, các bác xách mang đi khắp nhà luôn. Các bác để ở đấy được. Hoặc các bác nếu mà nhiều khi các bác cần thì đây có thể là các bác dùng chân hoặc các bác dùng tay các bác gạt này chưa? Đấy nó rất là gọn nhá. Đây thì gạt lên nó rất là gọn luôn. Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Đây. Đó thì nó sẽ thành một bộ này, các bác để nó đứng lên nha. Đấy, ví dụ để vào những cái phần khe cửa thứ giờ rất tiện dụng, lúc nào dùng các bác cầm các bác xách tất này đi, đỡ phải đi tìm nhá. Nhiều khi các bác dọn xong, mình dọn xong rồi chổi thì đang cầm tay để quét rồi, đến lúc dọn xong lại không thấy hót rác đâu, rất là bực mình. Đấy thì cái này thì nó sẽ đi kèm là lúc nào cái chổi này với cái hót rác này là lúc nào là nó cũng sẽ đi kèm với nhau luôn. Nên là ví dụ như mỗi lần các bác dọn xong là các bác cứ lấy này, các bác quét xong là mình muốn quét dọn là các bác lấy cái bộ này các bác quét xong. Đấy là nó sẽ đi liền với nhau luôn. Vừa chổi gót rác nó sẽ đi kèm với nhau luôn, rất tiện dụng nhá. Thì một cái bộ này hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 160.000 bộ. Đấy, và khi nào mà dùng xong thì mình có thể gập lên nha. Đấy, gập như này, nó thành một bộ rất ngon lành luôn. Đấy, nó liên kết với nhau rất hay. Đó, là 160.000 bộ này nhá, 160.000 một bộ chổi kèm với gót rác. Đó. Các bác mua một bộ mà được hai luôn. Đấy, mua một bộ được hai luôn, vừa có cả chổi vừa có hót rác luôn, chỉ có 160.000 thôi. Kính lúp hàng vừa về để phục vụ các bác này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là kính lúp có đèn báo nhá, kính lúp có đèn báo em báo giá luôn. 50.000 một cái kính lúp nha. Đấy, chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, thì con này nó sẽ có tích hợp cả cái đèn báo. Thì về khi mà các bác muốn xài cái đèn báo này thì về các bác lắp cho em là 3 viên pin nhá. Nhớ giúp em là 3 viên pin con thỏ, cái pin cái pin 1.5V 3 chữ A, các bác lắp cho em 3 viên pin vào nhá. Đấy, 3 viên pin vào. Đấy là các bác xài thôi. Cái này thì bên em bán chỉ có nguyên kính không nhá, không có kèm pin đâu. Thì về các bác tự mua pin lắp vào. Cái giá này là giá chỉ có nguyên kính không thôi, không kèm pin. Đấy, nhớ giúp em là chỉ nguyên kính không, không kèm pin nhá. Đấy, tránh tình trạng là đến nơi các bác bảo là không thấy pin đâu. Thì em báo luôn là bán chỉ có nguyên kính không thôi. Giá của nó sẽ là 50.000. Thì đây nó có đèn báo trợ sáng này. Đó, thấy không? Nó có cả một cái đèn trợ sáng. Đấy, ở đây nó công tắc nhá. Lúc nào mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì các bác tắt đi, rất ok luôn. Đấy, rất tiện dụng là nó có tích hợp cả cái công tắc ở đây. Đấy, con này là nó có cả hai đèn luôn, hai kính luôn, một kính nhỏ này và một kính to này, và kính này thì nhìn cực kỳ rõ luôn. Đây, để em soi bác con này. Đấy, kính nhìn rõ lắm. Đây này, đó, kính nhìn rõ cực kỳ luôn. Đây để em test cho bác coi nhá. Cái này nó phải lấy nét là cái điện thoại cơ. Đấy, lấy nét là cái điện thoại cơ thì nhìn nó mới ok được. Cái này là do cái điện thoại, chứ còn bình thường các bác nhìn ở mắt ngoài là rất là rõ luôn đấy. Đấy. Đây, em sẽ test cho bác coi này. Đấy, đây. Dí với cái là nét cứng luôn nhá. Ở đây bỏ ra cái chữ nhỏ tí này. Đó đấy không? Nét ok luôn. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng các bác nhá. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng. Và con này rất là hay, nó có cái đèn báo này, em tắt đi này. Đấy, cái đèn trợ sáng này. Tắt đi cái tối om nhá, bật lên cái này. Đấy, đấy, khi mà ví dụ như những cái lúc mà trời tối các bác muốn soi xét những cái đồ các thứ của mình, đấy là nó có một thêm những cái đèn trợ sáng này, 3 đèn luôn, là nó hỗ trợ các bác soi sáng các thứ ra để các bác soi cái kính đúp này vào rất ok. Đấy, soi vào những cái đồ vật thiết bị cái thứ như mình là rất ok luôn. Giá thì em báo giá luôn 50k nhá, 50k thì vẫn giá bình ổn các bác luôn từ bữa trước đến giờ. Đấy, vẫn là 50.000 nhá. Lên mã em sẽ là kính đúp có đèn trợ sáng nhá, kính đúp có đèn trợ sáng thì giá sẽ là 50k. Và em báo luôn là kính này là giá này là không có kèm pin nhá, về là các bác tự mua pin lắp nhá. Còn bên em bán là chỉ nguyên kính không thôi, là 50.000 cho một chiếc kính lúp nhá, có đèn trợ sáng nhá, và 2 kính này luôn, 2 kính, một kính to kính nhỏ luôn, là 50k một chiếc nhá, kính lúp có đèn báo. Sản phẩm tiếp theo thì đây tiếp tục về cái mã hàng, đó là cái cân móc điện tử. Em báo giá luôn, lên mã em sẽ là cân móc điện tử, mã của nó sẽ là mã cân C1 nhá, mã cân C1. Các bác cứ gọi giúp em là mã là cân C1 hoặc là cân móc điện tử. Đấy, thì giá của nó em báo luôn là 60.000 một cái cân móc điện tử này. Cái này về các bác đi chợ đi búa này, đi câu này, đi cân đi kẹo rất tiện dụng luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Hàng của nó thì mới nguyên hộp nha. Đấy, hàng mới nguyên hộp, đi kèm sẽ có cả pin cho bác luôn, về các bác lắp pin vào là xài thôi, rất là dễ dùng sử dụng nhá. Đấy, thì về các bác mở cho em cái nắp ở đằng sau lưng này, lắp cho em 2 viên pin tiểu vào. Đấy, lắp 2 viên pin tiểu 3 chiếc A vào, sau đó là các bác bật cân lên này, on này. Đấy, con này nó có cả cái đèn sáng luôn nhá, có cả đèn sáng luôn. Đấy, để ví dụ như là các bác hay cân trong buổi tối, là ví dụ như là trong trường hợp buổi tối là các bác vẫn có thể nhìn thoải mái luôn nhá. Đấy, buổi tối vẫn có thể nhìn thấy màn hình cân thoải mái luôn, vì nó có đèn trợ sáng ở cái cân này, ở cái mặt cân này luôn này, hiển thị đây nhá, thông số to rõ ràng. Và cân điện tử thì rất là chính xác luôn. Đấy, chính xác từng gam từng lạng một các bác nhá. Thì ở đây nó sẽ có là 3 cái nút này. Nút Taria là cái nút xóa sạch này, on off là bật tắt này. Đấy, tắt đi này, bật lên này. Mod này thì các bác điều chỉnh các chế độ cân khác nhau. Ở đây thì em đang để là kg. Các bác có thể điều chỉnh về là LB này, Zin này, rồi là OZ. Mấy cái này thì em cũng không rõ lắm, nhưng mà chủ yếu Việt Nam mình thì hay cân kg thôi. Đấy là vẫn là phổ thông nhất thôi. Đấy, đi đây về để các bác rút trang này lên. Đấy, lấy cái móc này ra. Đấy, sau đó các bác móc vào những cái đồ các bác cần cân. Đấy, ví dụ như là em đang cân một cái võng ở trại này. Đấy, thì các bác móc vào cái đồ các bác cần cân nhá. Đấy, nó có sẵn một cái móc này. Đây em sẽ cân cho bác coi nhá. Đấy, sau đó các bác treo lên nha. Đấy, các bác cầm nó lên nha. Đấy, đây em đang cân thực tế đây. Đó, và khi mà cân, đấy, khi mà cân xong thì các bác bỏ ra thoải mái luôn. Và nó đặc hay của cái sản phẩm này là khi mà cân xong là nó sẽ nhớ luôn cái số cân ở trên này luôn. Đấy, hiện tại đang là 625 kg. Đấy, 0,625 kg tương đương với lại là 625 g này. Đấy, nó sẽ hiển thị cái số cân nhớ ở đây luôn. Nếu mà các bác muốn xóa cái dấu vết này đi, các bác bấm cho em nút Taria. Đấy, thì nó sẽ xóa về mo là 00. Đấy, và ví dụ đây em cân tiếp này. Đây em cân cái này nhẹ nhẹ này. Đấy, các bác móc vào. Đấy, sau đó một tay các bác cầm vào đây. Đó, và các bác giữ yên một chút, nó sẽ hiện lên chữ lock này, nó sẽ khóa lại. Đấy, và hiện tại đây em báo luôn này, 0,085 kg tương đương với là 85 g đấy. Đấy, thì đây nó sẽ hiển thị toàn bộ cái thông số ở trên cái màn hình hiển thị luôn, rất là dễ dàng sử dụng nhá. Và nó nhớ được cả cái số cân luôn, nên là rất là tiện các bác. Nhiều khi ví dụ các bác cân xong các bác mãi nói chuyện hạn, chẳng may là các bác quên không nhớ, nhưng mà cái cân này nó sẽ thay cho các bác là nó sẽ nhớ luôn số cân. Trừ khi để các bác bấm cái nút này thì nó sẽ mất đi, còn nếu không các bác cứ để là nó sẽ nhớ cái số cân của bác luôn nhé, rất tiện dụng luôn. Đấy, thì giá em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái nhá. 60.000 một cái, các bác cứ lên mã nhá, sẽ là cân móc điện tử, hay còn gọi là cân móc cân C1 các nhá, cân mã sẽ là C1. Giá em đang gửi bác là 60.000 một cái cân nha. 60.000 một cái. Và con này khi mà các bác cân tối đa lên đến được là 50 kg nhé. Đấy, cân tối đa lên đến được là 50 cân. Đó, rất ok, và cân từng gam từng lạng một luôn. Đấy, và cân tối đa là lên đến được là 50 kg, thiết kế rất chắc chắn luôn này. Đấy, có phần móc đeo. Đấy, và đây các bác có thể xách vào tay, rồi là ở đây cái phần móc đồ vào này, rất ok luôn. Giá bình dân thôi, 60.000 một cái nhá, có màn hình hiển thị điện tử ở trên luôn. 60.000 một cái, cân móc điện tử hay còn gọi là cân móc C1 nhá, 60.000 một cái, rất ok. Đấy, vừa quay chi tiết bác rồi. Sản phẩm tiếp theo thì cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đó là cái bộ sạc pin 18650. Đấy, lúc nào shop Tuy Nhiên thì có những cái mã hàng rất là độc đáo nha. Để gửi bác này. Đó, lên mã em sẽ là cái bộ mà sạc pin 18650. Giá bên em là gửi bác thì giá rất tốt luôn, giá gần như là giá tốt nhất thị trường luôn rồi. 60.000 một bộ này. Đấy, một bộ này thì khi mà các bác sạc thì sẽ được một cùng một lúc sạc được là 4 viên nhá, và nó sẽ có hiển thị đèn báo ở trên luôn, rất ok. Con này thì nó sử dụng cái nguồn vào thì cái nguồn nó rất là phổ thông và dễ kiếm, dễ dùng. Đây, input của nó sẽ là DC 5V 1 đến 3A, và output ra của nó sẽ là DC 4.2V 1000mAh. Đó, khi mà các bác xài, các bác sạc cho những cái dạng pin 18650 thì rất là chuẩn chỉ rồi. Đấy, chuyên dùng để sạc cho pin 18650 nhá. Đấy, thì về các bác có những cái cục sạc điện thoại như này này. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc Samsung bên em đang bán này. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 một cục nhá. Đấy, con này thì cái nguồn ra của nó sẽ là 5.0V, tương đương với là 2A. Đấy, thì nó rất là phù hợp với lại cái sạc này rồi, thì các bác có thể mua kèm thêm với cục sạc này. Đấy, thì đây em lấy ra quay mẫu các bác này, về các bác cắm vào đây. Đó, nó là cái cổng kết nối USB mà. Đấy, cổng kết nối USB, các bác cắm vào đây, sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220, thì khi mà cắm vào nó sẽ lên đèn báo luôn nhá các bác nhá. Nó lên đèn báo luôn, và đây em lấy cho bác mấy cái viên pin này em cũng đang bán luôn này. Đấy, pin 18650 em đang bán đây. Pin này thì hiện tại bên em đang bán là 20.000 một viên nhá, nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin. Đấy, còn bên em là còn các bác có pin rồi thì không cần. Còn cái này thì em bán vừa bán cả sạc vừa bán cả pin. Đấy, thì em sẽ lắp vào cho bác coi. Đấy, thì ở đây em lắp 3 quả thôi, còn một quả em để lại để quay bác luôn này. Thì khi mà các bác lắp 3 quả vào đây thì những chỗ nào lắp thì nó sẽ báo đèn đỏ, tức là đang sạc nhá. Và khi mà các bác sạc đầy thì nó sẽ nhảy lên đèn xanh như này. Đấy, ví dụ như là chỗ này hiện tại đang là đèn xanh nhá, em sẽ lắp nốt cái quả còn lại vào này. Đấy, lắp nốt quả còn lại vào nhá. Đó, có thấy không? Toàn bộ sẽ báo đèn đỏ hết luôn. Đấy, còn đây ví dụ em tháo trong quả này. Đấy, thì hiện tại đang báo đèn xanh tức là pin đã đầy và nó sẽ tự động nó ngắt nhá, rất là thông minh luôn. Đây, tháo viên thứ 2 này, xanh luôn này. Tháo viên thứ 3 xanh luôn, rất ok. Đấy, và các bác có thể sạc cùng lúc được là 4 viên, hoặc các bác có thể sạc một viên một cũng được, tùy nhu cầu nhá. Rất là tiện dụng luôn. Đấy, thì cái con này nó rất là dễ xài, và cái nguồn của nó cũng rất là phổ thông. Nguồn của nó sẽ là cái nguồn 5V 2A, tức là về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, là các bác có thể cắm chung với lại cái cục sạc điện thoại để các bác xài cho cái sạc này rồi. Còn nếu mà các bác không có cái sạc đấy thì mình có thể mua thêm. Thì bên em đang bán là cái cục sạc Samsung 5V 2A, thì cái cục sạc này bên em đang bán giá là 30.000 một cục. Đấy các bác nhá, 30.000 một cục sạc Samsung 2A này, để về các bác có thể cắm cho cái sạc pin 18650 này để các bác sạc này. Còn nếu mà các bác có cái cổng USB rồi thì về các bác cứ cắm vào cổng USB này mình xài. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm pin thì bên em đang bán lẻ một viên pin 18650 như này. Giá của nó sẽ là 20.000 một viên đúng nhá. Đấy, 20.000 một viên, thì cái này nó dùng khá là nhiều việc này. Đấy, dùng lắp vào những cái thiết bị nó sử dụng pin này, cái pin này nó chung pin này nó dùng rất là nhiều, bây giờ hầu như toàn dùng pin này thôi. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một viên này là 20.000 nhá, một viên này là 20.000. Còn sạc nguyên sạc không? Đấy, nguyên sạc nguyên cái bộ sạc pin 4 viên như này. Sạc pin 18650 4 viên này là 60.000. Đấy các bác nhá, 60.000 một bộ sạc pin 18650. Đấy là về đấy là các bác nhu cầu về những cái mã nào các bác nhé. Đấy, còn cục sạc đi cùng đi kèm có thể cắm chung với lại cái củ này là 30.000 các bác nhá. Đây, tiếp theo thì lên luôn cho các bác cái mã hàng đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn, bên em gửi bác là 90.000 một viên, 90.000 một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây, đây em ghi giá này rồi, 90.000 một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp như này nhá. Sản phẩm mình sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dọa gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá, và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật lên Avion thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy. Và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này, cái con Bluetooth này, đây cái con cổng USB Bluetooth và cái con chuột này nó sẽ tự link với nhau và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện luôn nhá. Cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V đấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này, em vừa quay này. Đấy, cái cục này cái cục 5V 2A này. Các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 nhá. Các bác cứ lên mã nha, xem cái cục sạc Samsung. Đấy thì đang bán là 30.000 thì các bác có thể cắm vào đây và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn. Các bác sạc một lần các bác xài từ 1 tháng cho đến nửa tháng luôn. Pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu vướng víu này. Đấy, rồi là nó nó không thẩm mỹ cái thứ giờ dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều, dây dặn nó lằng nhằng. Đấy thì các bác mua cho em con này về không cần về dây dợ gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nha. Còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi là tự động là nó sẽ link với nhau nhá. Đây cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok và em nhập số lượng lớn về bán các bác nên là dùng ok lắm. Đó thì gửi bác là 90.000 nha. Các bác cứ lên mã em xem là chuột không dây. Đấy, 90k một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này. Đây cái con em đang xài đây. Đấy thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục link như này này. Đấy thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái nó sẽ tự động link với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác di thôi. Đây, để em di cho bác coi này. Đấy các bác nhìn này, chuột này. Đấy, chuột chạy ngon lành luôn nhá. Đây, tắt đi này, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Đấy, vào chôm này. Vào YouTube chẳng hạn này. Đấy, YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy, đây, vào kênh của em này. Đấy, bấm ngon lành, các bạn nhìn thấy con chuột em di chưa? Đây con chuột em di này. Đó, xem kênh của bạn này. Đấy, kênh em đây các bạn nhá. Đấy, các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh này này. Đấy, con nhìn thấy con chuột này em đang di này. Đấy, con chuột đang chạy nhá, là tay em đang di đây. Đây, tay em đang di đây. Đấy, tay em đang di đây. Đấy, di đâu là nó sẽ sáng lên đấy này. Đây này. Đấy, thấy không? Đây. Đó, rất là tiện dụng luôn nhá, không cần phải dây dợ gì nhằng nhá, mà nó cực kỳ dễ dùng luôn, người lớn người già trẻ em dùng được hết luôn. Về chỉ việc cắm cái con này vào chân cổng máy tính và chuột thì các bác bật cho em về on. Đấy, cứ thế là dùng và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này, nó có cái cổng sạc này. Đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 cho đến 15 ngày cho đến 1 tháng các bác phải sạc pin một lần. Pin nó cực kỳ trâu bò luôn, bảo hành cho bác luôn, nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo như em nhá. Đấy, bảo hành cho bác pin luôn vì em dùng thực tế đây, nhà em dùng 2-3 con liền đây. Đấy, đây kìa. Kìa. Đấy, đây không? Rất ok nhá. Không cần phải dây dợ gì nhằng. Các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đây các bạn nhìn này, lướt này, lăn này. Lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy, đây không? Đây đang lăn này, tay em đang lăn này. Đấy, mất mượt mà ngon lành nhau nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá. 90.000 một cái con chuột không dây này, 90.000 một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này, lấy cái con USB này cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính và các bác dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, chân sạc của nó đi nhá. Đấy, cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy, và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn các bác nhá, rất ok luôn. Đấy, 90.000 một con chuột không dây các bác nhá. Lấy cái lên mã cho em sẽ là chuột không dây, 90k một con. Tiếp theo thì em về tiếp cho bác cái mã gan con Nhật này. Nhiều bác cứ hỏi là cái gan con Nhật bên nhà em có bán lẻ hay là bán kiểu dạng XX1 không, thì nhiều khi các bác là dùng không hết. Đấy thì đây bên em sẽ bán theo một cái bó nhỏ nhỏ này là 10.000 một bó nhá, 10.000 bó. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là một cái combo một bó gan con Nhật này. Một cái bó này của nó sẽ gồm có là 5 sợi nhá. Đây này thì em đã cắt sẵn ra đấy và gói nhỏ nhỏ thành một bó này. Đấy của nó sẽ là 5 sợi nhá. 5 sợi từ to nhỏ này. 1 sợi, 2 sợi, 3 sợi, 4 sợi, 5 sợi nhá. 5 sợi là từ 1 ly nhá. Sợi nhỏ nhất của nó sẽ là 1 ly cho đến sợi lớn nhất của nó sẽ là sợi 5 ly nhá. Cái này là dòng gen co nhiệt nhá nhá. Khi mà các bác hơ lửa hoặc là kho nhiệt thì nó sẽ co vào nhá. Thay kiểu dạng băng dính điện cái thứ ra thì các bác chuyển sang dùng cái gen co nhiệt cho. Đấy các bác xỏ vào dây điện sau đó các bác hơ vào nó sẽ co vào nhá. Đấy thì ở đây Một cái combo này nó chỉ có 10.000 thôi. Về các bác dùng gia đình cái thứ ra. Đấy, gia đình thì không hay dùng nhiều, dùng ít thôi thì các bác mua cho em cái cục nha. Nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, bỏ ra cho giúp em là 10.000. Một cái combo 5 sợi gen con Nhật đã bó sẵn và thành một bó nhỏ nhỏ này các bác nhá. Đấy, thì lên mã cho em sẽ là combo hoặc là một cái bó gen con Nhật nha. Thì sẽ có giá là 10.000 thôi nhá. Giá 10.000 thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy. Một số mã hàng thanh lý em xả kho cho bác luôn, đồng giá là 10.000 luôn. Giá rất rẻ luôn nhá, chỉ có 10.000. Về dùng gia đình một bó là chị em cũng thoải mái rồi. Đấy, vì gia đình dùng ít. Bác nào thợ thiền thì có thể mua thêm. Đấy, còn nói chung là gia đình thì các bác dùng 10.000 này thì thoải mái luôn rồi. Đó. Một bó gen con Nhật hoặc là một combo 5 sợi gen con Nhật này là 10.000 một combo nhá. Các mã hàng rất là mới, rất là hay. Đó là cái phích cắm gập nhá. Lên mã cho em cái phích cắm gập. Tại sao nó gọi là phích cắm gập? Thì bình thường thì nó là một chiếc phích cắm sẽ thẳng nha. Đấy, còn nếu các bác muốn gập thì các bác sẽ gập nó vào. Đó thì nó sẽ gập được một cái góc vuông 90 độ nhá. Hàng này của nó thì sẽ là hàng chân dẹt nên là rất là phù hợp, ví dụ như các bác nào hay dùng những cái phích điện chân dẹt, đặc biệt là những cái phích mà hàng Nhật bãi ấy, là chuyên dùng chân dẹt nên là các bác mua con này cũng có thể là cắm được luôn. Đấy, và chân của nó sẽ là chân khâu đồng 100% nhá. Đấy, chân khâu đồng 100% rất xịn sò. Công suất của nó chịu tải lên đến là 16A. Đấy, mắc là 250V nhá, cực kỳ là trâu bò luôn. Đấy, và rất chắc chắn nhá, và nó có thể gập nha. Đấy, những cái vị trí mà khe khía các thứ ra. Đấy, bình thường là các bác hay cắm thẳng này nó rất là tốn diện tích nhá. Ví dụ các bác có đẩy sát cái tủ vào chẳng hạn, đấy thì nó sẽ bị vướng cái phích này. Thì đây, bây giờ các bác mua cho cái phích này về các bác thay vào thì các bác sẽ gập vào, thì nó sẽ úp vào này thì nó sẽ tốn được một, sẽ tiết kiệm được ít diện tích. Các bác có thể là đẩy sát cái phần tủ của các bác vào này, rồi những cái chỗ vị trí các bác sắp xếp đồ thì nó sẽ cắm sát vào tường hoặc là những cái chỗ ổ điện nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy thì nó sẽ có thể gập vào này. Còn nếu các bác muốn dùng thẳng thì các bác đẩy nó ra. Đấy, còn không thì các bác muốn gập thì các bác gập nó vào này là các bác cắm thôi. Đấy, chân của nó sẽ là chân đồng nên là cái phần tiếp xúc nó rất là tốt nhá, nên là yên tâm. Đấy, không lo mô via chập cháy nhá. Hàng chống va đập, chống vỡ, chống cháy nhá. Giá thì bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Đấy, phích cắm gập nó có thể gập vào một góc 90 độ nha. Đó, giá nó hiện tại em đang bán sẽ là 15k một chiếc nhá, 15k một chiếc. Chân của nó sẽ là chân dẹt và chân là chân đồng nhá. Đấy, 15k một chiếc phích cắm chân dẹt này, rất tiện dụng. Đấy, nó có thể gập vào nhà các bác nhá. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Phích cắm gập. Đó, đang gửi bác là 15k một cái phích cắm gập nha. Đó, 15k một chiếc. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm đây. Đấy, bình thường này. Đấy, những cái chỗ vị trí khó ấy là các bác rất là đấy, ví dụ như những cái phần kê tủ rồi. Đấy, thì về các bác đấu cho em cái này vào. Đấy, đấu nó vào. Sau đó các bác lắp vào này. Đấy, các bác có thể gập vào. Đó, ví dụ như cái phần tủ tỉ cái thứ là các bác kê vào. Đấy, các bác gập nó vào rất là gọn gàng, ok. Đấy, đẩy sát tường thoải mái nhá, vô tư không lo nó. Đấy các bác nhá, đây. Đây là chiếc phích cắm có thể xoay chiều 90 độ, không tốn diện tích nhiều, thuận tiện cho việc quản lý dây điện và sắp xếp đồ đạc. Hơn nữa, việc tháo lắp cũng rất dễ dàng bởi có hệ thống dây dẫn ổn định và không dễ rơi ra. Cửa hàng đang giảm giá 50%, anh chị hãy nhanh tay đặt hàng để nhận ưu đãi ạ. Đó, rất là hay nhá. Đấy, nó có thể là gập lại này. Đấy, ví dụ như cái phần khe tường, các bác muốn kê một cái tủ vào đấy ạ. Đấy, các bác gập vào là nó sẽ bị kịch cái phích bình thường. Còn cái phích này đó, các bác gập xuống này. Đó, nó rất là ok luôn. Gập vào nó rất là tiết kiệm diện tích nhá. Các bác có thể là kê tủ tiếp vào thoải mái cho em, không lo bị vướng quá nhá. Rất là hay. Đó, nó có thể gập gọn vào, gập một góc 90 độ nha. Đó, rất là hay. 15k một chiếc phích cắm gập nhá, 15k một chiếc. Lên luôn cho bác đó là cái quả bóng B2. Đấy, bóng B2 các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bóng đèn B2 nhá. Cái này thì về các bác xài khá là nhiều việc này. Đấy, dùng làm bóng đèn thắp sáng này, rồi là bóng đèn ngủ cũng ok luôn, mà giá nó bình dân lắm. Em báo giá luôn nhá. Bên em sẽ bán đâu combo là 5 quả 1, hoặc là nếu các bác mua lẻ các bác có thể mua 1 quả 1 cũng được. 1 quả 1 thì bên em đang bán giá sẽ là 5.000 một quả. Đấy, 5.000 một quả này thôi. Còn nếu mà các bác lấy combo 5 quả 1 thì bên em sẽ gửi bác giá rất tốt luôn, 10.000 cho một combo là 5 quả bóng B2 nha. Đấy, 5 quả nha. 2 4 5, 5 quả nha là 10.000. Đấy là một combo bóng B2 5 quả là 10.000. Còn các bác lấy lẻ 1 quả là 5.000 nhá. Đấy, lấy lẻ thì giá nó sẽ cao hơn. Còn các bác lấy theo combo thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đấy, cái này thì nó sử dụng cái nguồn điện là cái nguồn điện 5V. Tức là về các bác có cái cổng sạc USB ấy, các bác cắm vào là các bác xài thôi. Đây ví dụ như ở đây em có một cái ổ điện nó có cái cổng USB này. Đó, có một cái ổ điện có cổng USB này, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 này. Sau đó là cái ổ này nó có cái cổng USB này. Đấy, các bác cắm vào đây cho em. Đó, thế là lên đèn, đèn rất sáng luôn nhá. Đèn nhìn thôi nhưng rất sáng luôn. Đấy. Con này em hình như công suất của nó là 1W, công suất của nó là 1W. Đó, Ánh sáng màu trắng nhé, ánh sáng màu trắng. Đấy, về các bác dùng để làm đèn ngủ này, đèn chiếu sáng này, đèn cảnh báo này, nói chung là chế cháo nhiều việc lắm. Đó. Giá thì bên em đang bán lẻ một quả này là 5.000 nhá, một quả bóng B2 nha. Các bác cứ lên mã em sẽ là bóng B2. Một quả là 5.000, còn các bác lấy theo combo 5 quả một thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một combo 5 quả bóng nhá. Chân đây, chân nguồn vào của nó này. Cứ có cổng USB, nguồn của nó sẽ là nguồn 5V, cứ có cổng USB các bác cắm vào, phệt vào, thế là sáng, có thế thôi, rất là dễ dùng nhá, tiện cực kỳ luôn. Đó, mà các bác cắm vào những nguồn 5V này thì cái tiền điện nó hết rất là ít cô nhá. Đấy, không đáng kể luôn. Đấy. Đây, cứ cắm vào là sáng thôi. Đấy, còn cái ổ này thì chắc rất nhiều bác hỏi đây. Thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ này thì nó sẽ có là những cái ổ cắm điện và 3 cái cổng USB nhá, để về các bác có thể cắm cái bóng này hoặc là các bác cắm cái dây sạc điện thoại nhà mình để các bác sạc pin cho điện thoại cũng ok luôn nhá. Đấy, con này thì em báo giá luôn, lên mã em sẽ cái ổ điện U3. Đấy, ổ điện U3. Ổ điện U3 này thì hàng của Thái Lan nhá. Đấy, hàng của Thái này. Giá của nó thì sẽ là đi 50.000. Đấy, U3 nhá, ổ điện U3. Giá bên em đang bán là 50k một cái ổ điện U3 này. Đấy, thì nó sẽ có cổng USB để các bác có thể cắm những cái đèn này. Đấy, thì bên em đang bán một cái ổ này là 50.000. Còn bóng B2 thì đang bán là combo là 5 quả một. Đấy, 5 quả một, cứ 5 quả một nha là 10.000, còn các bác lấy lẻ một quả thì đang gửi bác là 5k nhá. Đấy. Rồi, tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái súng chĩa L. Đấy, súng chĩa L. Em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác là 50k một cái súng chĩa L nha. Đây em có ghi giá nhá. Đấy, 50.000 một cái này. Đó, 50k nhá, 50k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái súng chữ L. Đấy, nó hình chữ L này. Thì em gọi luôn là cái súng chữ L. Cái này thì về các bác dùng để rửa xe này, tưới cây này, rửa sân này. Đấy, toàn bộ của nó là khâu đồng hết luôn nhá. Toàn bộ khâu đồng, thân của nó sẽ bằng thân nhựa. Thân nhựa cứng nhá, thân nhựa cứng chắc chắn lắm. Đó, thân nhựa cứng. Thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà mình vào đây. Đấy, và ở đây nó có một cái cò. Đó, thì lúc nào mà dùng là các bác bóp vào, còn lúc nào không dùng là các bác thả ra là nó sẽ tự động là nó sẽ ngắt nước các bác nhá. Còn nếu mà các bác muốn ở cái chế độ rảnh tay thì các bác bóp vào, sau đó là các bác cài nó vào đây thì nó sẽ đang ở chế độ rảnh tay thì các bác không cần phải bóp. Đấy, các bác chỉ việc cầm các bác phun thôi. Còn lúc nào muốn tắt đi thì các bác mở cái đẩy cái vò cái cò ra thì nó sẽ tự động nó sẽ ngắt nước nhá. Và cái phần đầu vò này, đấy, đầu vò nó là đầu vò bằng đồng luôn. Và cái đầu vò này thì các bác có thể chỉnh được nhiều chế độ phun nước khác nhau. Đấy, phun xa, phun gần, phun mạnh, phun nhẹ, phun xương, rồi phun hạt to, hạt nhỏ. Là các bác chỉnh ở cái đầu vò này chưa? Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Chắc chắn cực kỳ, và cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Và đợt này thì nó về cái lô này giá nó cũng rẻ hơn một chút. Đó, bữa trước thì em đang bán như là cái đợt trước có bác mua là 70.000 đấy. Đợt này nó về cái lô này thì giá nó chỉ còn có 50.000 thôi. Đấy, giá nó giảm rất sâu để cho các bác dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là súng chữ L nhá. Đấy, sản phẩm sẽ là súng chữ L này. Bên em đang gửi bác là 50.000 một cái này. Đấy, toàn bộ của nó là đầu bằng khâu đồng luôn này. Đầu là những cái điểm kết nối nguồn nước này bằng khâu đồng. Cái này thì về các bác lắp cái nguồn nước này vào. Đấy, kiếm cái dây thít ấy, hoặc là các bác cái dây thít dây lạt ấy, hoặc các bác có cái cổ dê cái đai siết ống ấy, các bác cho các bác siết vào là các bác cấp nước cho nó là xài thôi. Chỉ việc bóp vào là sẽ ra nước nhá. Và phần đầu vòi có thể chỉnh nhiều chế độ khác nhau, rất ok luôn. Đấy, về sử dụng này, tưới cây, rửa sân, rửa xe các thứ rất ok luôn. 50k một cái nhá. Đấy, súng chĩa L 50.000 một cái. Tiếp theo thì một cái sản phẩm cũng rất nhiều bác mong đợi, đó là cái ổ hẹn giờ nhá. Ổ hẹn giờ đây em báo giá luôn này. Bên em đang gửi bác một cái ổ hẹn giờ là 50.000 một ổ nhá. Đấy, 50k một cái ổ điện hẹn giờ này. Đấy, 50k nhá. Đấy, nó gọi là cái ổ nguồn hẹn giờ. Đấy, ổ nguồn. Và có chức năng là hẹn giờ nhá. Và khi mà hết cái giờ đấy là tự động sẽ tắt. Thì đây, cái này thì về các bác dùng nó nhiều thiết bị, ví dụ như là các bác sạc những cái bình ắc quy đời cũ ấy thì nó không có chế độ tự ngắt ấy. Thì các bác có thể dùng cái ổ này để các bác cắm vào, sau đó là các bác bấm thời gian này. Ở đây nó sẽ có là 12 tiếng này, 8 tiếng này, 4 tiếng này. Đấy, thì rất là ok nhá. Về các bác sử dụng để các bác hẹn giờ để khi mà nó hết cái giờ đã tự động ngắt nhá. Thứ nhất là nó an toàn, không gây cháy nổ này, không gây chập cháy này. Đấy, ví dụ các bác có sạc bình ắc quy nhiều khi là hoặc là các thứ rồi các bác để mà chẳng may là các bác để nó quá giờ nó nóng các thứ rồi là nó rất hay bị chập cháy bị nổ nhá. Thì con này rất là dễ xài thôi. Một cái đầu nguồn này thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái nguồn điện 220 cho em. Đấy, thì và các bác còn cái nguồn còn lại các bác kết nối với lại cái nguồn mà các bác cần xài. Đấy, sau đó là các bác bấm nút cho em. Đấy, bấm nút đầu tiên nó sẽ lên là số 4 này. Bấm nút số 2 nó sẽ lên là số 8 thì nó sẽ hiển thị cái đèn ở số 8 này. Bấm một lần nữa này, nó sẽ hiện lên số 12. Hiển thị là trên số 12, tức là tương đương với lại 12 tiếng nhá, 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng nhá các bác nhá. Và các bác bấm một lần nữa thì nó sẽ ra điện liên tục luôn. Cái này thì nó nếu mà nó sáng ba cái đèn này thì là điện sẽ vào liên tục nhá, không tự ngắt. Còn nếu mà các bác bấm mà nó chỉ hiện một số này, hiện một cái đèn ở từng số 1 thì là hiện tại là đang ở cái số đấy, là trong bằng đấy giờ là nó sẽ tự động nó tắt đi nhá, tự động nó sẽ ngắt cái nguồn điện nha các bác nhá, tự động ngắt nguồn điện. Đấy, thì về cái này nó xài cho khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy. Đây, cái giấy hướng dẫn sử dụng của nó này. Hàng này thì cái công suất tối đa để mà khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này thì từ 500W trở về nhá. Đấy, các thiết bị điện từ 500W trở về là các bác xài ok. Còn nếu mà trên 500W mà xảy ra tình trạng cháy nổ thì bên em chịu nhá, không bảo hành với bác đâu. Còn ví dụ như các bác cắm các thiết bị là từ 500W là hoạt động thoải mái luôn. Nói chung là nó nếu mà các bác xài gia đình thì cũng không có quá nhiều thiết bị nào mà nó quá 500W đâu mà. Đấy, những cái thiết bị mà gia dụng như là quạt quậy các thứ giờ thì nó thường chỉ tầm vài chục watt cho đến 100W thôi, chứ không có nào lên đến 500W, trừ khi là các bác xài những cái dạng bếp từ hoặc là nồi cơm thì chịu. Đấy, còn ví dụ như các bác xài những cái sạc bình các thứ nào hoặc quạt quậy thì cũng thoải mái quá nhá. Đấy, từ 500W trở về nhá. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái ổ nguồn hẹn giờ này. Các bác cứ lên mã em sẽ là ổ nguồn hẹn giờ. Hẹn được là 4 tiếng này, 8 tiếng và 12 tiếng nhá. Đấy, sau những cái giờ này thì các bác bấm ở giờ nào nó sẽ sáng lên giờ đấy và tự động sẽ ngắt đi nhá. Đây là rắc nguồn vào, đây là rắc nguồn ra và đây là cái nút bấm ở trên thân của nó. Rất ok luôn. Cái này thì bên em đợt vừa rồi em bán cực kỳ nhiều và cháy hàng luôn đấy. Và lâu lắm nó có hàng trở lại này. Đây nó có cái đồng hồ hẹn giờ này. Đấy, 50.000 một cái nhá. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là cái ổ hẹn giờ. Đấy, đang gửi bác là 50.000 một cái ổ điện hẹn giờ nhá.